nhận được chào toàn thể các bác. Rất vui lại gặp lại các bác trong một cái buổi live stream của ngày hôm nay. Hôm nay bên em sẽ có một cái chương trình tri ân giảm giá tới các bác nhà mình về tất cả các dòng sản phẩm điện máy và dụng cụ đồ nghề giá rẻ. Tất cả các mẫu sản phẩm ngày hôm nay thì bên em sẽ giảm giá đến kịch sàn cho các bác nhà mình. Các bác mà đang có nhu cầu quan tâm cần đến cái mã sản phẩm nào thì các bác hãy liên hệ trực tiếp tới trung tâm điện máy Ngọc Mai qua hai đầu số điện thoại là 0378487818 hoặc là 0989458200, hoặc các bác có thể để lại số điện thoại bằng chữ ngay dưới video này. Bên em sẽ có nhân viên alo trực tiếp để chốt đơn gửi hàng toàn quốc cho các bác nhà mình. Khi mà đặt hàng tại trung tâm điện máy Ngọc Mai là các bác không cần phải đặt cọc hay là chuyển khoản tiền trước như những nơi khác nhé. Các bác cứ có địa chỉ, có số điện thoại là sẽ có đơn hàng. Hôm nay thì sẽ có rất là nhiều các dòng sản phẩm hay, em sẽ chi tiết và giới thiệu tới các bác nhà mình. Các bác mà đang cần quan tâm đến cái mã nào thì các bác đặt hàng, các bác nói rõ đúng tên mã sản phẩm mà em nói ở trên này để làm sao mà bên em chốt đơn cho các bác không bị nhầm, không bị sai mã sản phẩm. Em sẽ quay chi tiết cho các bác một số các sản phẩm này, giá thân Makita. Vâng, anh Mason ơi, cái thân máy Makita mà anh mà mua thân máy thì em sẽ có thân của Makita 13 ly nhá. Giá của thân máy sẽ là 650.000 anh nhá. Đó, hôm nay thì em sẽ có rất là nhiều các mẫu sản phẩm hay để em sẽ chi tiết tới các bác nhà mình này. Đó, em sẽ quay chi tiết một vòng để cho các bác có thể là được nhìn thấy. Và em chào anh Ngọc Sơn nhá. Em xin chào tất cả các bác. Em xin chúc các bác có một buổi tối thật là vui vẻ và tràn đầy sức khỏe, ấm áp bên gia đình và người thân. Hôm nay thì em sẽ gửi tới các bác nhà mình rất là nhiều các dòng sản phẩm điện máy và dụng cụ đồ nghề. Đây, các bác có thể là tham khảo kỹ trong cái buổi video này nhé. Đó, tất cả các cái mẫu sản phẩm này bên em sẽ cam kết là gửi tới các bác toàn là những cái hàng chất lượng và giá cả sẽ là một cái mức giá cạnh tranh hợp lý nhất thị trường tới các bác. Bộ Bulong Hitachi. Vâng, anh Thanh là muốn sử dụng khoan điện là khoan 13 ly là khoan bê tông anh? Nếu như mà anh Ba So mà quan tâm cái Bulong Hitachi, giá của nó có 750.000 thôi anh nhé. Đó, đây em sẽ quay qua một vòng để cho các bác có thể là nắm rõ được những cái sản phẩm trong cái buổi live stream ngày hôm nay. Đó, hôm nay thì bên em có rất là nhiều các mã sản phẩm mới về nhá. Em sẽ chi tiết tới các bác nhà mình lần lượt từng mã. Đấy, và giới thiệu tới đâu thì là em sẽ báo giá tới đó luôn để cho các bác nhà mình được cùng tham khảo và lựa chọn. Và em xin chào anh Thanh Trí Nguyễn nhá. Đó, đây, máy cắt nhôm này. Từ máy pin, máy điện, dụng cụ đồ nghề rất là nhiều nhá. Đấy, rất là nhiều các món sản phẩm để cho các bác nhà mình tham khảo và lựa chọn. Đó, đây, cực kỳ là nhiều luôn nha các bác nhá. Đó, rất là nhiều, một cái không gian rất là rộng. Máy cưa lọng ạ. Máy cưa lọng đang hết hàng nha anh Lộc Sơn nhá. Thân ba chức năng. Ồ, thân ba chức năng của Makita là 650 là bên em miễn phí ship nha anh nhá. Đó, bác nào mà muốn em giới thiệu về cái mã sản phẩm nào trước thì là các bác có thể là comment để em sẽ chi tiết và giới thiệu cho các bác nhà mình nha. Kamada M á. Mà anh bấm vào cái nút 3 chấm và cho cái lưng cao chất lượng lên nha anh Nguyễn nhá. 10 ly. Thân máy là em có thân 13 ly của Makita là giá là 650 đấy ạ. Bác nào muốn quan tâm về cái mã nào, muốn em giới thiệu về cái mã nào trước thì các bác có thể là comment để em sẽ chi tiết tới các bác nhà mình. Có rất là nhiều các mã sản phẩm hay này. Đó, hôm nay thì chủ yếu là các mã máy bu lông này, máy khoan pin hôm nay rất là nhiều nhá. Bác nào mà muốn em giới thiệu về cái mã nào trước thì là các bác có thể là comment lên cho em. Đó, hôm nay thì là em sẽ chi tiết lần lượt cho các bác máy 12V này, đến máy đầu kẹp, máy bu lông. Và đặc biệt là hôm nay thân máy nhá. Hôm nay thân máy thì bên em về rất là nhiều thân máy. Đấy, các bác có thể lựa chọn thân máy bu lông này, thân chuyên vít, thân đầu 13 ly. Em có để sẵn hai số điện thoại phía bên kia nhé. Đó, bác nào mà đặt hàng thì bác có thể là alo điện thoại trực tiếp cho bên em. Cái dạo này comment nó hay bị ẩn ý, cho nên là các bác để lại số điện thoại thì các bác viết bằng chữ giúp cho em nhé. 10 ly cũng được em xài gia đình. Nếu như mà 10 ly thì nó tầm 300.000 nhá anh Thanh ơi.
đầu 10 ly đúng không? Anh mua thân máy nó tầm 300.000. Đó, các bác vào trong like thì mỗi bác cho em xin một nút like và chia sẻ thôi nhé. Các bác mà quan tâm về sản phẩm điện máy và dụng cụ đồ nghề thì các bác bấm đăng ký kênh của bên em. Đấy, các bác có thể là bấm đăng ký kênh YouTube Điện Máy Ngọc Mai để đón xem những cái video tới đây. Đấy, bên em thường xuyên sẽ có những cái chương trình thanh lý hàng. Đấy, thì các bác có thể là quan tâm thì các bác đăng ký kênh. Đảm bảo sau này các bác có thể là sẽ tìm mua, tham khảo, mua được rất là nhiều các dòng sản phẩm hay từ bên em. Đấy, thì bên em cung cấp đầy đủ tất cả các dụng cụ đồ nghề cho các bác thợ làm nghề này. Hoặc là các bác xài gia đình thì tuyệt vời luôn. Đấy, làm gia đình thì nói chung là về dụng cụ đồ nghề bên em không thiếu bất cứ một cái thứ gì cả. Mua là sao anh Ma Son ơi? Dìn ti nó đi nhanh mà anh Ma Son. À, bác nào muốn em giới thiệu chi tiết về cái mã nào trước thì các bác có thể comment lên cho em. Trước tiên thì em sẽ chi tiết tới các bác máy khoan 12V nhé. Đây, hôm nay thì là em có cái khoan 12V của Hukan này. 12V của Hukan thì là các bác có thể tham khảo cho em máy Makita này hoặc là Hukan cho em nhé. Đấy, cái mã này là mã của Hukan. 12V của Hukan này, khoan điện. Anh Thanh ơi, nếu như mà khoan điện thì là anh quan tâm khoan pin hay khoan... À khoan điện đây, để em giới thiệu cho anh Thanh cái khoan điện trước nhá. Khoan điện thì là bên em sẽ có khoan khoan tay hoặc là khoan bê tông này. Để anh có thể tham khảo phía bên này em có khoan điện đây. Đấy, khoan điện, nếu như mà các bác mà làm bắn máy tôn nhiều ấy, thì các bác có thể lấy những cái con khoan đầu 10 ly này cho em nhá. Con này là con khoan đếch tôn này, khoan đếch tôn 10 ly. Đầu 10 ly nó có cái điểm gài đây này các bác, thuận tiện nằm ở trên cao. Đấy, con này thì đó là hàng chính hãng, logo dập nổi này luôn cho em nhé. Đầu 10 ly này. Con này thì model của nó sẽ là DKID550, công suất là 550W nhé. Đầu 10 ly này cho em, giá cho các bác là 520.000. Đấy, 520.000 nó là máy khoan Deadton đầu 10 ly nhá, hàng công ty chính hãng, các bác xài cực kỳ là yên tâm luôn cho em. Em chào anh Tuân nhá. Đây, con này là con khoan. Đây, con này là con THC Hukan Z900 này em có luôn. Anh Xuân Phạm ơi, hôm nay là mới về, vừa mới về hôm nay xong. Khoan THC đầu 10 ly cổ nhôm. Cái mã này em sẽ có cổ nhựa và cổ nhôm. Nếu như các bác làm mà lấy cổ nhựa thì sẽ là 320, còn con này cổ nhôm thì là 350 nhá. Có đầu chuyển bu lông. Đầu chuyển em có nha anh Thanh Tùng ơi. Và anh Sơn này, anh Sơn mà đặt hàng thì anh để lại số điện thoại cho em nhé. Để lại số điện thoại bằng chữ hoặc là alo trực tiếp tới bên em qua hai cái đầu số điện thoại em để phía kia nhé. Khoan THC cổ nhôm này, thân máy Makita là anh Đức Thìn là quan tâm thân Makita là thân bu lông hay là thân 13 ly hay là cái thân gì anh? Thân chuyên vít em có luôn. Đấy, thân chuyên vít là 500 này, thân bu lông là 500, thân 13 ly là 650. Đấy, khoan THC cổ nhôm đây, con này giá là 350 nha các bác nha. Đấy, con này rất là đẹp và chắc chắn luôn. Con này thì cái công suất của nó sẽ là 780W nhá. Các bác gọi cho em là khoan THC cổ nhôm. Cái mã cổ nhôm là 350, còn các bác mà lấy cổ nhựa thì giá của nó có 320 thôi. Còn bác nào mà quan tâm máy khoan bê tông này, đây em còn mấy cái bộ khoan bê tông bót nhá. Đây là bê tông bót không hộp. Đấy, con này thì nó sẽ không có hộp, nó chỉ có máy và tay cầm thôi. Máy 3 chức năng này cho em, có đảo chiều nhá. Có đảo chiều, công suất là 800W, hàng dây đồng ruột dài cho các bác. Thân bu lông của Makita là cái thân nhỏ thì là 500 nhé anh Đức nhé. Thân nhỏ 500 là các bác sử dụng bắn những cái bu lông tầm 17 đổ lại. Còn cái thân to thì nó 950, các bác bắn bu lông tầm 20-30. Đấy, đây, khoan bót này. Em có pin 12V hoặc là pin 21V nha anh Hồ nhá. Con khoan bê tông bót này giá cho các bác là 650 này. Đấy, khoan bê tông bót là 650. Đấy, con này thì nó không có hộp nha các bác nhá. Con này không có hộp. Con này thì em chỉ có máy và tay cầm thôi. Máy cắt góc điện em có luôn anh Tu U này, anh Ti U. Đấy, bác là chốt khoan bê tông bót không hộp thì sẽ là 650. Còn nếu như mà máy điện nha, máy cắt góc điện này. Vừa lại bác nào đang hỏi em máy cắt góc điện. Cắt góc điện thì hiện tại là em chào anh Ngọc Huyền nha, em cảm ơn anh Ngọc Huyền. Cắt góc điện là hôm nay là em sẽ thanh lý cho các bác này. Đâu nhỉ, em vừa có cái con máy đây. Con máy kim Colaki này. Cắt góc điện thì các bác để tham khảo cho em cái con kim Colaki này cho em này. Đó, kim Colaki con này thì công suất của nó sẽ là 900W nhá, máy một cốc. Đấy, con này nó là hàng chuôi dài cho em, hàng chuôi dài, công tắc bóp như này này.
Đấy, công tắc bóp thì các bác sử dụng nó rất là an toàn và nó dễ sử dụng, và đặc biệt là nó sẽ có thiết kế là chủ thản bên ngoài như này. Các bác có thể là tự thay thao rất là đơn giản luôn cho em. Máy thì là máy một tốc này. Các bác sẽ sử dụng lưỡi các hầu lưỡi mài phim 100 và công suất cực đại 900W, hàng công ty chính hãng, dây đồng ruột dài cho các bác. Giá cho các bác là 350.000 nhá. 350.000. Công tắc là 100.000 là được miễn phí ship nhá anh Trịnh nhá. Đấy, đây bác nào chốt máy mài chuôi dài 350 thì các bác gọi cho em cái máy này là máy mài dài màu đỏ nhá. Giá cho em là 350 là em sẽ miễn phí ship cho các bác luôn. Đấy, cái mức giá rẻ giật mình cho các bác nhà mình. Một con máy rất chi là đẹp và chắc chắn như thế này mà chỉ với mức giá có 350.000 thôi, các bác còn được miễn phí ship và nó sẽ có đầy đủ trọn bộ này, bao gồm có tay cầm, tay mở và ốp bảo vệ lưỡi cho các bác. Ngoài ra, ngày hôm nay thì bên em sẽ tri ân cho các bác. Em sẽ gửi tặng thêm cho các bác là một cái lưới cắt gạch đa lăng như này nhá. Đây, bác nào chốt máy mài chuôi dài kim Colaki và ok anh Thanh này, giá cho các bác là 350 thôi, và em còn tặng thêm cho các bác một cái lưỡi cắt gạch đa lăng trị giá 50.000 như này nhá. Đây, em sẽ tặng cho các bác một cái lưỡi cắt gạch đa lăng khủng long như này. Đấy, bác nào chốt máy mài chuôi dài màu đỏ, khoan pin 13 ly pin 10 cell này, em có anh Mỹ Duyên này, khoan pin 13 ly 10 cell thì bác có thể chọn cho em cái khoan của Mayta hoặc là Hukan nhé. Đấy, mài dài đỏ, các bác gọi cho em cái con này là mài dài đỏ, giá thanh lý cho các bác là 350. Đấy, em còn như là còn có một thùng nữa thôi nhá. Bác là chốt thì nhanh tay cho em vì số lượng còn rất là ít. Giá bộ khẩu 37 chi tiết giá là 650 anh Thái ơi. Đây, bộ khẩu 37 chi tiết đây ạ. Đó, và anh Nghĩa chốt đơn để lại số điện thoại giúp cho em nhá. Bộ khẩu 37 chi tiết đây nha anh Thái ơi, giá cho các bác là 650. Đấy, cái này thì cái chất liệu là bao đẹp luôn. Chất liệu là bao đẹp luôn. Cái này em đang sale cho các bác giá là 650 em miễn phí ship nhá. Vừa lại có bác nào hỏi em khoan 13 ly phải không ạ? Em sẽ đi vào phía bên này sẽ có khoan 13 ly của Makita hoặc là Hukan này. Đây, con này con khoan Makita 13 ly đây ạ. Đó, con Makita 13 ly sẽ có mức giá là 1.050.000. Máy cắt gỗ là em có đất tông nhá, giá 880 nhá anh Phương Nguyễn nhá. Makita 13 ly đây ạ, giá cho các bác là 1.050.000 nhá. Có một thân máy 2 bi và một sạc. Con này có 3 chức năng này, có bố khoan tường và điều chỉnh 20 cấp độ trượt cho em. Giá cho các bác là 1.050.000. Máy động cơ không thể than cho em nhá. Còn con này thì sẽ là con Huka X8. Đấy, con Huka X8 thì giá cho các bác là 1.850.000. Đây, con X8 này thì bao xài bao ngon cho các bác luôn. Đó, rất là mạnh luôn nhá. Con X8 này nó sẽ có 3 chức năng này. Các bác có chức năng bắn vít này, khoa này, búa này, và nó sẽ là điều chỉnh được 20 cấp độ chuột luôn nhá. Và cái con này thì nó chạy động cơ từ không chổi than, đầu autolock 13 ly cho em nhá, rất là ngon. Con này nó sẽ có theo hai quả pin chân pin phổ thông cho các bác, tức là nó sẽ có là một quả 10 cell này và một quả 15 cell luôn. Đấy, công tắc anh Nghĩa ơi, công tắc có, em có luôn. Đấy, nói chung là cái gì bên em có. Bác nào muốn hỏi cái gì thì các bác comment lên cho em nhá. Đây, công tắc đây. Đấy, đây công tắc đây này. Đây Nghĩa công tắc này nhá. Những cái công tắc này là công tắc không than, em sẽ có công tắc của máy không than hoặc là công tắc của máy có than. Như cái con Makita Bali thì nó là máy không than thì các bác phải sử dụng công tắc này cho em, giá 50.000 nhé, 50.000. Con Huka X8 giá cho các bác là 1.850.000. Cái hộp của nó, các bác nhìn cái con này nó đẹp, cái hộp đẹp đi các bác. Đấy, các bác nhìn cái hộp của nó đây. Đây, để em quay xa cho các bác nhìn rõ nhé. Đấy, cái hộp của nó này, các bác nhìn thấy cái hộp chưa? Đấy, cái hộp của nó rất chi là đẹp luôn cho em. Trong này nó sẽ có nguyên bộ này nhá. Đấy, cái này nó đang bị thiếu mất một quả pin. Đấy, khi mà các bác mua là em sẽ gửi đủ bộ thì nó sẽ có hai quả pin, tức là đây là quả pin 10 cell và nó còn có một quả pin 15 cell nữa nhá, kèm theo là có sạc này và tay cầm cho các bác. Con này nó còn có thêm một cái túi đựng máy nữa. Đấy, xài rất là ngon luôn nhá. Huka X8 Pro giá cho các bác là 1.850.000. À, thùng đồ nghề như em có anh Thanh ơi. À, vài trăm. Vài trăm thì anh lấy máy có than nha anh. Lấy cái màu khoan 13 ly vài trăm thì các bác lấy cho em cái con máy có than đi. Đấy, đây. Để em kiếm cho các bác cái con máy 13 ly vài trăm đúng không? Đây, vài trăm thì anh lấy con này cho em nha.
Đây, vài trăm anh lấy cái con máy đây watt này, nó có sủi than này. Bộ lục giác em có anh Thái ơi, bộ lục giác em có luôn. Đây để em giới thiệu anh bộ lục giác luôn này. Anh Danh ơi, vài trăm anh lấy cái con đây watt này cho em, máy có than giá cho các bác là 950 nhá. Nó cũng có hai pin luôn đấy ạ. Đó, bộ lục giác đây. Em có cái bộ lục giác như này. Máy hàn tích em có luôn anh Trung ơi, máy hàn tích em có. Bộ lục giác đa năng giá cho các bác 100.000. Đấy, nó sẽ gấp gọn lại như này này các bác này. Đấy, rất là đẹp luôn. Đấy, bộ lục giác à. Được nha anh Minh ơi, cái công tắc đấy các bác cứ dùng cho máy không than. Máy không than có than đều được luôn. Đó. Bộ lục giác có giá trên là 100.000 nha. Đây bộ lục giác đây. Bác làm muốn hỏi em cái mã nào thì các bác comment lên giúp cho em này. Bộ khẩu em có luôn nha anh Ngân ơi, bộ khẩu có luôn. Nói chung là bên em thì có đầy đủ hết tất cả các sản phẩm cho các bác. Đấy, bác nào muốn hỏi em mã nào? À, thùng á. Vâng, ok anh Thanh. Nếu như mà thùng đồ ngày như vậy thì em còn cái mã 301 này nhá. Đây. Em chào anh Tuấn ạ. Anh Thanh ơi, cái thùng đồ ngày nhựa là em có cái thùng này này. Đó. Giá cho các bác là 250 nhá. Giá 250. Đấy, đây. Cái này nó sẽ có kích thước này. 3 này nhân 180 nhân 185 nhá. Giá cho các bác là 250. Các bác gọi cho em là hộp đựng đồ nghề của Hatlen nhá, mã 301. Giá 250 cho em. Đó. Hàng bao đẹp. À, cái loại lớn hơn thì bên này đang hết hàng nha anh Thanh ơi, loại lớn hơn thì anh đợi em thêm vài hôm nữa. Vài hôm nữa thì là em sẽ có loại lớn hơn ạ. Bác nào muốn hỏi em máy hàn que. Anh Hải ơi, máy hàn que là bên em có rất là nhiều loại nhá. Máy hàn que thì các bác có thể tham khảo cho em cái con máy hàn Kenmax này. Đây. Đó, các bác có thể tham khảo cho em cái con máy bào cóc này em có luôn nha anh Hướng ơi. Đấy, các bác hỏi em sẽ trả lời dần dần cho các bác nha. Máy hàn que các bác có thể tham khảo cho em cái con bào của hàn Kenmax này. Giá cho em là 999k này. Đấy, hàn BTEC đây. Hàn BTEC này, giá cho em là 1.050.000. Đó. Còn con máy hàn da xích này là 1.200.000 nhá bác nhá. Hàn da xích là 1.200.000. Đó, bác nào muốn hỏi em mã nào nữa thì các bác comment lên giúp cho em nào. Bộ khẩu, anh Ngân ơi, nếu như mà bộ khẩu thì anh có thể tham khảo cho em. Vừa lấy em giới thiệu cho các bác là cái bộ khẩu 30. Đây, cái bộ này 37 chi tiết này. Đấy, cái bộ xanh này 37 chi tiết. Giá cho em là 650 này. Máy mài 1 tấc rưỡi em có nha anh Công ơi, nhưng mà hôm nay em lại quên không mang vào đây rồi. Đấy, bộ khẩu 37 chi tiết này. Giá cho em 650 này. À, còn dạ, công tắc không được bác ship đâu anh Trịnh ơi. Cái bộ này là bộ 32 chi tiết này. Đấy, bộ khẩu 32 chi tiết như này, giá cho các bác sẽ là 550 nhá. Đó, đây là bộ 32 chi tiết. Đó. Còn đây thì là, đây là cái bộ khẩu 27 chi tiết này. Đây. Bộ 27 chi tiết, giá cho các bác sẽ là 500.000 nhá. Em chào anh Quách Mạnh ạ. Máy soi thì là em có luôn anh Văn Bô Hồ ơi, máy soi là bên em có luôn ạ. Đấy, bộ khẩu 10 món này, giá cho các bác sẽ là 250. Và cái bộ khẩu này thì sẽ là cái bộ khẩu 12 chi tiết nha. Đấy, bộ khẩu này là bộ khẩu 12 chi tiết. Giá cho các bác sẽ là 200.000. Đấy. Máy khoan đục hu can đầu chuyển vít. Khoan đục hu can à? Anh Chiến hỏi em cái khoan đục hu can là khoan pin này là khoan điện nhỉ anh nhỉ? Máy bào cóc. Anh Hương ơi, em có cái máy bào cóc của Kenmax nhá. Đâu để em xem cái máy bào cóc nó đang ở đâu. Bào cóc của Kenmax giá là 700 ạ. Đâu để em kiếm xem cái máy bào Kenmax. Đây đây, bào Kenmax đây. Máy bào Kenmax này. Đây. Đó, cái con bào Kenmax này giá của nó sẽ là 700 nhá. Con này là công suất của nó sẽ là 600W này. Đây. Bào Kenmax thì giá cho các bác là giá 700.
Hàng Kenmax thì nó là hàng công ty chính hãng nên là các bác xài thì cực kỳ là ok luôn. Đấy, bác nào chốt cái bào Kenmax này thì comment xem là bào Kenmax, cái bào này là bào lưỡi 82 cho em nhé. Bào lưỡi 82. Em chào anh Tâm Nguyễn nha. Các bác vào xem like thì mỗi bác cho em xin một nút like và chia sẻ nhé. Thân máy chuyên vít thì là 650 nha anh Nam ơi. Máy điện là anh Chiến hỏi em cái khoan đục vu can điện phải không ạ? Đây để em sẽ chi tiết cho anh vụ cái con khoan đục vu can điện. Bên này em sẽ có cái con khoan đục vu can điện thì nó sẽ là sử dụng mũi đục 14 cho em nhé. Đây, bên này sẽ là anh Văn là đang hỏi em cái con máy gì nhỉ? Anh Văn nào em cái con máy gì đây? Đây là cái bộ máy đục của Huka này các bác này. Và anh Thái ơi, anh Thái chốt đơn để lại số điện thoại bằng chữ giúp cho em nhé. Cục pin Magita 5 cell là 200.000 nha anh Trọng nhé. Máy đục của Huka, con này con 17 ly này các bác này. Đúng Huka 17 ly, giá cho các bác là máy hàn mili. Em có nha anh Nguyên lên, máy hàn mili em vừa giới thiệu các bác. Các bác chốt cho em cái con máy Kenmax thì là ok nhé. Đây anh hỏi em con đục 14 ly phải không ạ? Bác nào đang hỏi em con đục 14 ly của Hukan đây. Đấy, con đục 14 ly của Hukan là con này giá 1.250.000 cho em nhá. 1.250.000 này. Đó, thân máy bu lông Hukan em có luôn anh Ngọc ơi. Anh lấy cái thân X9 nó cái X9 thân máy là 1.200.000. Và anh Nguyên lên mà chốt cái máy hàn mili thì anh có thể sử dụng cho em cái con máy hàn của Kenmax. Đây. Hàn mili của Kenmax này. Thân X9 là 1.200.000 nhá anh Ngọc Thanh ơi. Thân của cái X9 là 1.200.000. Đấy đây. Hàn mili thì các bác có thể dùng cho em cái con máy hàn của Kenmax này này. Đó. Con này dùng thì ba ngon cho các bác luôn. Thân máy khoan pin là em có luôn nhá. Anh Quang ơi, đây anh Quang chờ em giới thiệu thân máy khoan pin cho anh. Máy 1.5 của nó tầm 1.500.000 nha anh nhá. Hàn mili của Kenmax này, giá cho em là 999k. Con này 999k thôi, anh Nguyên đây ơi, 999k thôi, con này siêu mili luôn nhá. Đấy, con này thì siêu nhỏ gọn luôn. Đấy, con này nhỏ lắm. Nhỏ nhưng mà vỏ nó rất là giỏi. Đấy, các bác cứ hàn cho 2.5 cả ngày luôn. Đây là em sẽ cho máy nó đứng im ở cái khu vực này, em sẽ chi tiết cho các bác lần được từng mã này. Đây. Đó. Anh Nguyên lên mà chốt được cái máy hàn đấy thì để lại số điện thoại giúp cho em nhé. Các bác chốt đơn thì để lại em xin số điện thoại là ok ạ. Đầu tê chuyên vít là em có luôn anh Tuấn này. Nói chung là dụng cụ đồ nghề của bên em thì sẽ có đầy đủ tất cả các mặt hàng cho các bác lựa chọn nhé. Bây giờ em sẽ quay sang là giới thiệu chi tiết cho các bác lần lượt từng mã sản phẩm luôn. Đấy, bác nào mà quan tâm chốt cái mã nào, bác mà muốn em giới thiệu chút cái mã nào thì các bác có thể là comment lên để em nhìn thấy các bác nhá. Để các bác comment lên thì các bác ví dụ muốn xem máy cắt chút thì các bác có thể comment thì em giới thiệu trước. Em chào anh Công này. Các bác vào like thì mỗi bác chào em một tiếng đi ạ. Mũi khoan trẻ là cái gì anh Hùng nhỉ? Bác nào mà quan tâm chốt máy 12V thì các bác có thể là lựa chọn cho em máy của Magita hoặc là của Hukan. Đây như cái mã này là mã Hukan 12V này. Đấy, con Hukan 12V thì con máy màu vàng rất chi là đẹp và chắc chắn luôn cho em nhé. Con này nó sẽ có hai chức năng. Hai chức năng thì là các bác có thể là sử dụng để bắn vít vào khoan được. Máy cắt gỗ dùng pin em đang hết nha anh Nam Nguyễn nhé. Đấy, đây 12V của Hukan này. Giá cho các bác là 580.000. Đấy, con này 580.000 một bộ thì nó sẽ có bao gồm là một thân máy này, hai pin này, một sạc này. Đấy, một hộp đựng cho các bác. Giá cho em là 580 nhá. Cái con này thì nó sẽ chạy động cơ có than. Đấy, chạy động cơ có than và nó thiết kế sẽ là pin 12V, pin tròn rất là nhỏ gọn như này luôn cho em. Giá cho các bác là 580.000. Đấy, còn các bác muốn giá hợp lý hơn, giá nó rẻ hơn thì các bác có thể là sử dụng cho em cái con của Magita. Đây, em để cái bộ Magita ở đây. Bộ Magita thì giá của nó 450 thôi. Nhưng mà riêng cái con Magita thì nó sẽ có theo phụ kiện đầy đủ cho các bác luôn. Đấy, thì các bác dùng nó sẽ có đầy đủ phụ kiện này. Mũi khoan, mũi vít đi theo này. Đây. Con này là con Magita này. Magita 12V. Thì là nó sẽ có phụ kiện đầy đủ luôn nhá. Đây. Đó. Magita 12V thì nó cũng sẽ có bao gồm này các bác này. Một thân máy này. Hai quả pin nhá. Hai quả pin cho em. Pin thì vẫn sẽ là pin tròn.
chuyển có sạc chuyển là cái gì nhỉ anh Huỳnh? Nghe em có cái đế chuyển sạc điện thoại của Hukan nhé, giá là 180. Chiều nay mình chốt qua ăn shop, đóng hàng gửi chưa anh Công ơi? Nếu như mà có đơn rồi là em gửi hàng đi rồi nha anh Công nhé. Bác là chốt khoan pin 12V của Meta thì để lại số điện thoại giúp cho em này. Con này sẽ có giá là 450.000, là bên em sẽ miễn phí ship cho các bác. Đấy thì nó sẽ có bao gồm một thân máy này, hai quả pin nhá. Sẽ có theo hai quả pin, pin tam giác này cho em này, pin 12V pin tam giác. Giá cho bác là 450 một bộ thôi. Nó sẽ có một thân máy và hai quả pin luôn. Một sạc này và kèm theo là một cái bộ 12, đây cái bộ hơn 20 chi tiết như này luôn này các bác này. Đấy, kèm theo một cái bộ đồ nghề là hơn 20 chi tiết cho các bác luôn. Đấy, giá chỉ có là 450.000 thôi, là bên em sẽ miễn phí ship cho các bác nhá. Con này nó sẽ là máy 2 chức năng này các bác này. Máy 2 chức năng thì là các bác sẽ sử dụng để khoan và bắn vít ok. Có con 3 chức năng nào mạnh. À, nếu như mà con đấy các bác cứ dùng cho em cái con máy Hukan X8 nhá, là máy thổi lá. Máy thổi lá là em có máy của Kenmax nha các bác nhá. Máy thổi lá em có máy của Kenmax, giá là 350 cho em. À, em trái hút lê nhá. Đây, khoan pin 12V Meta giá cho các bác là 450.000, là các bác sẽ có nguyên bộ nhá. Một thân máy và hai quả pin như này, một sạc kèm theo phụ kiện đầy đủ như này luôn cho em. Bác làm vừa hỏi em máy thổi lá ấy, có công tắc máy. Em có công tắc nha, em vừa giới thiệu các bác cái công tắc máy không than đấy. Thổi lá thì các bác sử dụng cho em cái thổi lá của Kenmax này này. Đây, cái con thổi lá của Kenmax này thì cái con này thì dùng được rất là ok luôn. Cái này nó là hàng công ty nhá bác nhá. Con này là hàng công ty. Đấy, cái này sử dụng điện trực tiếp 220V cho em. Giá cho các bác là 350.000. Đấy, 350.000 là các bác sẽ có là một ống thổi này và một cái túi đựng bụi như này. Mũi khoan taro đen 6 mũi là giá là 200.000 nha anh Cửu Tạ. Có 6 mũi từ 3 đến 10, không có 7, không có 9. Mũi chưa lục giác, giá trên là 200.000 một bộ 6 mũi luôn. Đấy, còn máy thổi bụi của Kenmax sử dụng điện trực tiếp 220V, thân máy 13 ly không than, giá 650 anh Minh Nguyễn nhá. À, thổi bụi của Kenmax này, công suất 600W, giá cho các bác là 350.000. Em có máy bắn cốt nha anh Lê Tuy ơi. Máy bắn cốt thì là em sẽ có máy của Hukan. Đây em sẽ chi tiết cho các bác cái máy bắn cốt này. Máy bắn cốt thì các bác có thể tham khảo cho em cái con máy của Hukan, mã HK211 đây. Con này giá là 850 thôi. Em bắt ra nhanh phi trần nhá. Đây, cái con này là con máy bắn cốt của Hukan. Đó, máy này là sẽ là nút ấn cảm ứng nhé các bác nhá. Con này nút ấn cảm ứng giá cho em là 850, là nguyên bộ như này. Các bác có kèm theo cái chân 1m2 và có hộp đựng máy cho các bác. Đây cái hộp Hukan như kìa. Em chào anh kết cấu này. Máy hàng Classic là 1.2 nha anh quý bạn nhá. Đấy, bác nào chốt máy bắn cốt 5 tia xanh của Hukan giá cho em là 850. Đấy, bắn cốt 5 tia xanh của Hukan thì nó sẽ sử dụng này. Đây nó sẽ có công tắc tắt mở ở đây. Đấy, và nút ấn cảm ứng nhá. À, bu lông mà chiến công trình châu nhất thì anh lấy cho em cái con Hukan X9 thì giá của nó sẽ là 2.3 nha anh Huỳnh nhá. Có con khoan nào chuyên vít? À, em có bu lông đấy, hiện tại em có bu lông đó. Còn chuyên vít thì nó không có con nào được xiết lớn đấy. Đó chủ yếu là bu lông. Đấy, máy 5 tia xanh của Hukan là 850 này. Máy khoan pin Makita là anh muốn hỏi em cái khoan pin Makita mẫu nào anh cân trần này. Vừa lại em giới thiệu các bác cái khoan pin Makita 13 ly giá là 1.050.000 đấy. Đây là con này. Đây, 13 ly Makita. Đó, giá là 1.050.000. Còn các bác lấy cái khoan mà 12V ấy thì giá là 450. Còn khoan pin 5 cell của nó là 550. Đấy, anh quan tâm cái mã nào thì anh cầm men lên cho em nhé. Bác làm một em giới thiệu cái mã nào trước thì các bác cứ comment lên giúp cho em này. Đó, anh Lê Tuy là đang hỏi em cái gì đây nhỉ? Anh Lê Tuy là đang hỏi em cái gì, giá bao nhiêu tiền nhỉ anh Lê Tuy nhỉ? Máy rửa xe pin. Em có máy rửa xe pin của Hukan, nó là hàng nội địa Trung Quốc, giá là 1.050.000 nha anh Hoàng Long ơi. Giá 1.050.000.
Đó, bác nào muốn em giới thiệu cái mã nào trước thì các bác cứ comment lên giúp cho em này. Vừa lại em thanh lý cái lô máy mài này là 350, bác nào mà chốt cái mã này thì nhanh tay giúp cho em nhé. Đấy, máy mài chuôi dài, cái này các bác gọi cho em là mài chuôi dài đỏ. Máy rửa xe chạy pin này em có luôn anh Thắng ơi. Vừa lại em giới thiệu các bác máy rửa xe pin rồi thì phải. Đây em có cái máy rửa xe pin của Huka. Đây phía bên này em có cái máy rửa xe pin của Huka là 1.050.000 nhé. Đây, rửa xe pin của Huka thì là nó sẽ sử dụng là anh Lê Tuy ơi, cái bàn cốp là em giới thiệu các bác là giá là 850 đấy. Đấy, 850 một bộ thôi nha anh nhá. Đấy còn rửa xe pin này, máy bắn vít đai watt hay sao hả anh Hưng? Máy đai watt phải không ạ? Đây máy rửa xe pin của Huka này giá cho các bác là 1.050.000. Nó sẽ có một quả pin chân pin phổ thông đi theo cho các bác nhá, phụ kiện đầy đủ như này luôn. Bắn vít của Daiwatt 13 ly phải không ạ? Đây, chuyên vít, em có chuyên vít của Daiwatt này hoặc là 13 ly của Daiwatt này. Máy bắn cốt có chân luôn nhá anh Hiền ơi, máy bắn cốt là kèm theo cái chân 1m2 luôn đấy ạ. Con này là con Daiwatt đầu 13 ly đây các bác này. Đó, con này giá cho các bác là 950 đây nhá, 950. Anh Thanh ơi, anh Thanh mà chốt máy mài đôi dài cứ để lại số điện thoại cho em nhé. Nhưng mà các bác để lại số điện thoại thì các bác để lại số điện thoại bằng chữ giúp cho em. Bởi vì dạo này tâm mình nó hay bị ẩn. Hoặc là các bác alo trực tiếp cho em hai cái đầu số điện thoại em để sẵn ở bên kia kìa. Đó, các bác đặt hàng các bác alo điện thoại trực tiếp thì làm một cách nhanh nhất. Mài pin đây quá anh Quốc ơi, nếu như mà mài pin thì bây giờ hiện tại bên em không còn đây quá. Thì anh có thể chốt cho em Magita hoặc là Huka cho em nhé. Em còn mài pin của Magita giá là 1.1.000. Hoặc là mài pin của Hucam giá là 1.850.000. Đây nếu như mà các bác muốn ngon thì các bác cứ dùng cho em con mài pin của Hucam này là ngon nhất này. Đây, mài pin của Hucam thì là 1.850.000, là nó sẽ có theo hai quả pin. Đấy, một quả 10 xe, một quả 15 xe. Túi đeo không 160 anh Vọng ơi. Đây, nó có một quả pin 10 xe, một quả pin 15 xe này. Đấy, mài pin của Hucam thì chạy rất là êm luôn. Cắt gỗ pin đang hết nhanh Mi Phạm nhá. Mài pin của Hucam giá cho các bác là 1.850.000 này. Con này nó sẽ là máy một tốc và chạy động cơ từ không chổi than. Anh Tuân là muốn xem cái khoan pin mẫu nào nhỉ anh Tuân nhỉ? Đấy các bác để chọn cho em mài pin Hucam hoặc là mài pin của Magita. Em có máy cắt sắt bàn giá 1.400.000 nha anh Nguyễn Mong ơi. Chị lên cho em con khoan pin chuyên vít khỏe nhất. Khoan chuyên vít à? Chuyên vít khỏe thì anh lấy cho em cái con chân phổ thông đúng không? Chân phổ thông thì anh lấy cho em cái con chuyên vít của Daiwatt nha anh nhá. Chuyên vít của Daiwatt ạ. Để em xem nó đang nằm ở cái khu vực nào rồi đấy. Chuyên vít của Daiwatt thì là giá cho em là 1.150.000. Để em xem nó đang nằm ở cái khu vực nào. Chuyên vít của Daiwatt là hàng chuyên vít phổ thông, là cái con mẫu 2022, giá cho các bác là 1.150.000 nha anh nhé. Đó, nhưng mà hôm nay hình như là đây rồi. Đây, để em tiến cho anh cái con không mang. Cái chuyên vít đấy em lại không mang vào đây rồi anh hiện tại ơi. Đấy, cái dòng nó như này này. Cái dòng nó dạng dạng như này nhưng mà nó là chân pin phổ thông nhá. Cái con này thì không phải chân pin phổ thông. Con này nó cũng khỏe nhưng mà nó không phải chân pin phổ thông. Con mã XR này nó cũng 1.150.000 thôi. Nhưng mà cái con chân phổ thông thì anh phải lấy cái con mã 2022. Nhưng mà hôm nay lại quê không mang vào đây mất rồi. Đấy, còn bác nào muốn hỏi em mã nào thì các bác cứ comment lên nha. Anh hiện tại mà quan tâm máy chuyên vít anh có thể vào Zalo đi. Vào Zalo để em sẽ gửi mẫu cho anh nhá. Vì là hôm nay em lại không mang vào đây để em. Đây rồi. Đây cái con chuyên vít của Daiwatt mà chân pin phổ thông này, cái con như này là anh hiện tại này. Đấy, đây cái con này nha. Hai chân pin phổ thông. Đó. Anh nhìn thấy chưa ạ? Máy điện, máy vít điện 220
Là em có luôn. À 220V hay là 220W à? Loại 220V nhanh nhá. Còn máy điện mà để kiếm 220W thì hơi khó, nó phải tầm độ 500-600W anh ạ. Đây, chuyên vít khỏe đấy anh lấy con này đấy hiện tại. Đó, con này chuyên vít phổ thông luôn nhá. Đó, rất là êm này. Con này là của Daiwat mã 2022. Đầu chuyên vít các bác giữ vít cực kỳ là chắc chắn luôn cho em. Giá cho các bác là 1.150.000. Đấy, 1.150.000 em miễn phí ship. Con này chạy động cơ từ 0.2. Nếu như mà các bác mà sử dụng để bắn vít, bắn tôn, bao cho các bác làm công trình thoải mái nhá. À, con máy cắt sắt bàn hôm nay em lại không mang vào đây rồi anh Hữu Mong ơi. Hôm nay em chỉ mang máy cắt nhôm vào đây thôi. Con này motor từ nha, hiện tại con này sử dụng motor từ đấy ạ. Motor từ không trở than luôn cho em nhé. Giá cho các bác là 1.150.000. Đấy, máy bao đẹp, bao khỏe luôn cho các bác. 1.150.000 cho em. À, anh Nguyễn Mong ơi, hôm nay thì bên em lại không mang máy cắt sắt vào đây. Chổi than ngoài, máy mài chổi than ngoài. Đây, máy mài à, có chứ anh, hiện tại nếu như mà máy khoan thì con này cũng điều chỉnh được công tắc. Anh bóp công tắc nhẹ thì máy nó chạy chậm, mà bóp công tắc mạnh thì máy lại chạy nhanh. Đấy, đây, nếu như mà anh bóp công tắc nhẹ này, máy chạy chậm này. Bóp công tắc càng sâu càng mạnh thì máy lại càng chạy nhanh nhé. Đấy, bác Lạc vừa hỏi em cái máy chui ngắn này, chổi than ngoài, các bác có thể là tham khảo cho em cái con này. Đây, con này là con mài HT-com. HT-com này, chổi than ngoài công tắc đuôi nhá. Giá cho em là 399.000. Con này công suất 720W này. Đấy, các bác gọi cho em là máy mài HT-com. Giá cho em là 400.000. 400.000 em miễn ship và tặng các bác một lưỡi cắt gạch đa năng, trị giá 50.000. Máy hút bụi thổi bụi em có luôn anh Hải ơi. Hút bụi thổi bụi anh tham khảo cho em cái con máy màu đỏ này này. Đây, cái con màu đỏ này giá cho bác là 550 nhá. Công suất là 1.000W. Đó, nó sẽ có đầy đủ phụ kiện như này luôn cho em này. À, nó sẽ có một đầu hút và một đầu thổi cho bác luôn. Giá cho em là 550.000. À, anh Hiền ơi, máy mài Dexton là em sẽ có máy chỉnh tốc hoặc là không chỉnh tốc này. Nếu như mà à, thân máy Huka là 950 anh Ngọc Thanh nhé. Máy Dexton thì các bác để lấy cái con máy này có chỉnh tốc này. Đây, con này là có chỉnh tốc luôn này các bác này. Giá cho em là 720 nhé. À, em xin lỗi, 730. Là máy chui dài. À, máy Dexton em có chỉnh tốc là máy chui ngắn hoặc chui dài là đồng giá nhau là 730.000. Đấy, còn các bác lấy máy không chỉnh tốc thì các bác tham khảo cho em hai cái mã ở trên này. Nó sẽ có một con là công tắc đuôi này và một con công tắc cạnh như này nhá. Đó, máy không chỉnh tốc thì giá của nó sẽ là 560.000. Đó, 560.000. Còn máy chỉnh tốc thì giá của nó sẽ là 730.000. Thân máy bu lông X1 của nó 600 anh Tuấn ơi. Máy cắt nhôm này, máy cắt nhôm Romalo, sử dụng lưỡi 255. Giá cho em sẽ là 1.550.000. Kéo điện á, kéo điện em không có anh Sơn nha, em chỉ có kéo tay hoặc có pin thôi ạ. Bác nào muốn hỏi em mã nào thì các bác comment lên giúp cho em này. Em có cái con máy khoan bê tông của Detto này, giá cho các bác là 1.150.000. Đấy, bác nào mà quan tâm đến cái con khoan Detto của bê tông này thì comment lên cho em này. Đấy, con này là, con này đó là logo dập nổ rất là đẹp luôn cho em nhá. Con này máy 3 chức năng có đảo chiều cho bác này. Công suất là 1.150W cho em. Giá cho các bác là 1.150.000. Thì nó sẽ có nguyên bộ là máy này, tay cầm này, 3 mũi khoan và 2 mũi đục đi theo cho các bác luôn. Giá cho các bác sẽ là 1.150.000. Đó, bác nào chốt máy khoan bê tông của Detto thì comment lên giúp cho em nhé. 1.150.000. Cái này nó là hàng Detto, của nó là hàng công ty chính hãng cho em. Giá cho em là 1.150.000. Là bên em sẽ miễn phí ship cho các bác này. Đấy, bác nào chốt máy khoan bê tông của Detto thì là các bác để lại số điện thoại giúp cho em nhé. Cái máy gì anh Trang? Anh Trang hỏi em cái máy gì ạ? À?
Anh Trang đang muốn hỏi em cái máy gì nhỉ? Máy mài pin à, anh Hiếu ơi, vừa lấy em giới thiệu cho các bác cái máy mài pin của Hukan ấy. Anh có thể tham khảo cho em mài pin của Hukan là 1.850.000 hoặc là mài pin của Mayta nhá. Đấy, em có mài pin của Hukan đây này. Mài pin của Hukan là 1.850.000. Đây. Máy ở dưới kệ là máy gì nhỉ anh Trang nhỉ? Đây, mài pin của Hukan là 1.850.000 này. Anh Kim Mỹ hỏi em cái gì đây ạ? À? Mài pin của Hukan là 1.850.000 hoặc là các bác lấy cái mài pin của Mayta này là 1.1 này. Đây. Mài pin của Mayta thì là 1.1 và nó sẽ có 2 pin 10 cell nhá. Còn mài pin của Hukan thì nó sẽ có 1 pin 10 cell, 1 pin 15 cell. Còn mài pin của Mayta này nó là công tắc gạt ở lưng máy này. Đấy, công tắc ở trên lưng máy. Anh Hiếu mà quan tâm đến cái mài pin nào thì anh để lại số điện thoại giúp xem nhé. Đấy, bác nào muốn hỏi em mã nào nữa thì các bác comment lên giúp cho em ạ. Bác nào mà muốn quan tâm cái mã nào. Máy hàn em có đây anh Trung ơi, đây máy hàn đây. Đấy, máy hàn Kenmax này. Con này là con máy Kenmax này. Là 990k, 999k. Còn hàn BTEC là 1.050k. Hàng của gia xích là 1.2 này. Và ok anh Ninh nha, ok anh Ninh ạ. Máy hàn mic này. Đấy, anh quan tâm máy hàn que, máy hàn mic ạ. Bác nào mà chốt cái mã sản phẩm nào thì cứ để lại số điện thoại giúp cho là được nhá. Anh Tuấn ơi, em vừa giới thiệu cho các anh cái máy hút bụi rồi đấy. Đấy, vừa nãy em có giới thiệu cái máy hút bụi màu đỏ phía bên kia là 550 ấy. Máy khoan. Đây, máy hút bụi vừa nãy em giới thiệu cho các bác cái máy hút bụi này là 550 này. Là nó sẽ có một đầu hút và một đầu thổi luôn cho em. Chuyên viết loại gì hả anh Đức nhỉ? Vâng. Đây, hút bụi đây nha anh Tuấn ơi. Máy hàn mic và ok anh. Đây, máy hút bụi này 550, công suất 1000W luôn cho em nhé. Có một đầu hút và một đầu thổi luôn này. Máy hàn mic là em sẽ có cái máy hàn mic 1 chức năng là 2.2 triệu. Còn hàn mic 3 chức năng của nó sẽ là 2.6 triệu. Đấy, đây. Có hai mã máy hàn mic của Kenmax này này. Đó. May ta có xài pin Hukan được mua anh Trường. Bởi vì là hai cái mã mài pin để nó đều là chân pin phổ thông hết nha các nhá. Đấy, hai mã mài pin này nó đều là chân pin phổ thông. Bác nào muốn hỏi em cái mã nào nữa không ạ? Để em chỉnh lại cái số điện thoại này cho nó cân, để cho nó nhìn cho nó rõ này. Anh Hiếu ơi, nếu như mà mài pin của Mayta hoặc là Hukan thì anh vẫn dùng chung pin được với nhau. Bởi vì hai cái mã máy hà mài đấy nó đều là hàng chân pin phổ thông. Chân pin phổ thông đó là chân pin hai cạnh khoảng cách nhau là 4cm nhé. Loại rẻ hơn Daiwatt. Loại rẻ hơn Daiwatt là anh Đức là đang hỏi em cái máy gì ạ? À? Máy khoan, máy bali hay máy gì ấy? À, hôm nay thì là em sẽ thanh lý cho các bác cái máy sấy tóc này. Em sẽ có máy sấy tóc là 5000W nhá. Em sẽ có màu đen hoặc là màu đỏ cho em. Máy vừa khoan vừa đục. Anh Long Phạm em tua lại, vừa lại em có giới thiệu cho các anh cái máy vừa khoan vừa đục của Hukan rồi đấy ạ. Giá của nó là 1.250.000 nha anh nhá. Máy sấy tóc của em thanh lý giá là 200.000. Con này công suất của nó sẽ là 5000W nhá. Em sẽ có máy màu đỏ hoặc là máy màu đen. Giá cho các bác là 200.000 thôi ạ. Và còn được hỗ trợ miễn phí ship luôn này. Đấy, bác nào chốt máy sấy tóc thì comment cho em là máy sấy tóc chuyên vít. Chuyên vít là vừa nãy em giới thiệu cho các bác cái con máy chuyên vít của Daiwatt đấy. Nó sẽ có của Daiwatt này hoặc là Hitachi hoặc là Mayta. Giá cho em là 1.150.000. 1.150.000 các bác nhé. Đây, bác nào chốt máy sấy tóc thì comment cho là máy sấy tóc. Giá là 200.000 nha. 200.000 là còn được miễn phí ship luôn. Đây, tiếp theo là em sẽ lên thân máy mài pin. Thì hiện tại em còn thân mài pin của Makute nha anh Đức Trần nhá. Em còn mấy cái thân mài pin của Makute giá cho các bác là 850 này. Đây, thân mài pin của Makute này. Giá 850 cho em nhá.
Đó. Thân mài đây anh Trường ơi, anh Hiếu Trường ơi, thân mài pin này. À, anh một con máy sấy. Và anh Đức ơi, anh Đức chốt máy sấy thì để lại số điện thoại bằng chữ giúp cho em, hoặc là anh liên hệ trực tiếp tới bên em hai đầu số điện thoại em để trên ở phía góc kia nhá. Có 5 châm ke góc. À, ke góc 5 châm mà anh Ngân. Em có ke góc 5 châm nha. Ke góc 5 châm ở bên em có luôn. Máy mài tường là cái máy đánh giấy dát tường phải không anh Trung? Giá là 1,2 triệu nha anh nhá. Đây. Đó là chất thân máy mài Bimaute thì là giá 850 cho em này. Kèm theo phụ kiện tay cầm, tay mở và ốp bảo vệ lưỡi cho em nhé. Giá cho em là 850. Đấy, 850 cho em. À, cái này nó sẽ sử dụng cho pin phổ thông này. Đấy, giá cho em là 850 nhé. Còn bác nào muốn hỏi em cái mã nào nữa không ạ? Đây là con khoan hu can pin 4 cell này. Đấy, mã này em chiên cho các bác giá là 750. Đấy, 750. Thì con này nó sẽ thiết kế là pin 4 cell này cho em. Một bộ này sẽ có bao gồm là một thân máy này, hai pin, một sạc và một bộ phụ kiện hơn 20 món cho em. Giá cho em là 750 nhá. 750 một bộ. Đấy, cái này là hàng hu can chính hãng. Con này thì nó sẽ chạy động cơ từ không chổi than và đầu Autolock 10 li. Đấy. Máy không chổi than rất là ngon luôn cho em. Giá cho em là 750 này. 750. Nguyên bộ và có kèm theo phụ kiện đầy đủ cho bác luôn nhé. Anh Tình ơi, máy 5 tia siêu sáng giá là 1,6 triệu ạ. Đây, bác làm muốn chốt cái con máy Hukan 4 siêu này thì để lại số điện thoại giúp xem này. Giá cho các bác là 750. Anh Thái, thân máy Hukan là 950 anh nhá. 950 thân máy Hukan. Máy bắn bu lông đất tông. Bu lông đất tông loại làm cho anh Nam Hồ nhỉ. Và ok anh Đức ạ, ok anh Đức nha. Đấy, bác làm cho Hukan 4 xem là 750, để lại số điện thoại giúp xem là được nhá. Hoặc là các bác liên hệ trực tiếp tới bên em hai đầu số điện thoại em cũng để sẵn ở cái phía màn hình kia nha. Tiếp theo là em sẽ chi tiết. À, anh Cần ơi, cái thân 13 ly là em có của Makita hoặc là Hitachi, giá 650 một thân máy. Em chi tiết cho các bác cái thân máy của bu lông Makute này. Đây là thân máy bu lông của Makute. Cái này nó sẽ sử dụng bu lông đầu đặc 1/2 cho em. Giá cho các bác là 620.000 một thân máy. Cái thân máy này thì nó sẽ chạy động cơ từ không chổi than và sử dụng chân pin phổ thông cho em nhá. À, 4 cell có bao ship luôn nha anh Hoàng ơi. Có bao ship luôn rồi đây anh ạ. À, thân máy của bu lông Makute giá cho các bác là 620.000. Em miễn phí ship. Đấy, con này nó sẽ là đầu đặc 1/2. Bác là chốt thì gọi cho em là thân bu lông của Makute giá cho em là 620.000. Máy khoan đục bê tông. Đục bê tông này anh lấy bê tông 3 chức năng hay là đục 14 ly, 17 ly hả anh Vinh? Máy khoan pin 13 ly, pin 5 xe. Ô anh ơi, pin 5 xe thì của nó sẽ là đầu 10 ly nhé, chứ không có đầu 13 ly đâu ạ. Đầu 13 ly thì pin của nó sẽ là pin 10 xe anh nhé. Tiếp theo là em sẽ chi tiết cho các bác này. Cái thân máy đất tông. Đây là thân 10 ly của đất tông, con này 3 chức năng, đầu Autolock 10 ly, máy không chổi than, 5 cell 3 chức năng có không? Em có anh Hoàng ơi, 5 cell 3 chức năng thì anh sử dụng cho cái con Makita này đúng không? Đây, 5 cell 3 chức năng thì anh có thể là sử dụng con Makita như này. Giá cho bác là 550 nhá. 550 nó sẽ có một thân máy, hai bìa, một sạc, một bộ phụ kiện đi theo. Giá cho nó 550 này. Đây máy 3 chức năng đầu 10 ly cho em. Hoặc là bác có thể tham khảo cái con Makita này là chạy động cơ có than, hoặc là bác có thể tham khảo cái con Hukan này. Đây cái hàng Hukan này thì nó sẽ là động cơ từ nhá. Đấy. Hàng Hukan thì nó sẽ là động cơ từ không chổi than cho em. Thì giá cho các bác sẽ là 850. Đấy, 850 máy 3 chức năng đầu 10 ly như này cho em nhá. Giá cho là 850 này. Cái thân máy 10 ly. Máy đục 17 ly em có anh Huy Phạm ơi. Đục 17 ly là vừa lấy em. Đây để em giới thiệu cho anh đục 17 ly. Đây. Tại vì là hôm nay nó có nhiều sản phẩm cho nên là nhiều khi là những cái sản phẩm nó nằm ở xa nhau á, các bác gọi em lại phải đi qua. Đấy để bác làm
xem nó hơi bị rung thì các bác thông cảm nhé. Đây đục 17 ly thì các bác lấy cho em cái con đục của Hukan này này. Đấy, đây là đục của Hukan nhá, hoặc là đục của đất tông này. Đục của đất tông là 1.450.000 thôi là bao xài cho bác luôn. Đấy, đây con đục 17 ly của đất tông đây. Đó, đục 17 ly của đất tông á. Con đục 17 ly của đất tông thì con này là sẽ có model là DK0810, công suất 1.250W. Tặng kèm cho các bác hai mũi đục này, một mũi nhọn, một mũi bằng luôn cho em nhé. Giá cho em là 1.450.000. Đấy, con đục 14 ly các bác thể tham khảo cho em cái con đục phe pha này, giá cho các bác là 1.250.000. Đó, bình nước này, đây bình cách nhiệt này các bác này, bình giữ nhiệt nha, bình giữ nhiệt. Bác nào quan tâm bình giữ nhiệt là em sẽ có kích cỡ là 1 lít này. Cái bình 1 lít này giá của nó sẽ là 170 nhá. Còn bình này là bình 780ml, giá cho em là 150 này. Còn bình 600ml này, giá cho em sẽ là 140. Đấy, cái bình này thì lõi toàn bộ đều là inox hết. Đấy, các bác sử dụng để đựng nước nóng hoặc là nước lạnh nhá, đều rất là ok luôn. Đấy, nó sẽ có màu đen hoặc màu trắng nhé các bác nhé. Đấy, đây. Đấy, bình giữ nhiệt này, rất là đẹp luôn. Em sẽ có 3 kích thước như này. Để bác nào chọn cái kích thước nào thì cứ comment lên giúp cho em nhé. Còn bác nào muốn hỏi em cái mã nào thì các bác cứ comment lên ạ. Các bác đặt hàng thì để lại cho em số điện thoại bằng chữ, hoặc là liên hệ alo trực tiếp tới bên em qua hai đầu số điện thoại em có để trên màn hình nha. Đây, em giới thiệu cho các bác cái con khoan điện 13 ly có phụ kiện. Đây là con khoan bót nhé, khoan bót. Đấy, con này giá 600.000 cho em. Con này thì nó sẽ có đầy đủ phụ kiện cho các bác luôn. Đó, có đầy đủ phụ kiện này, có máy này, có tay cầm này, một cái búa này. Đấy, một cái mỏ led này, bút điện này, một cái kìm này, quá trời đồ luôn. Một cái, đây là một con dao dọc giấy nhá, một cái thước 5m nữa. Đấy, một cái bộ khẩu như này. Máy sấy tóc em có luôn anh Đình ơi, khoan pin 13 ly là em có luôn nha anh Đương nhá. Tô vít 2 cạnh 4 cạnh này, và mũi khoan mũi vít này, băng dính điện này, giá chỉ có 600.000 bộ thôi. Đấy, bác là chốt thì gọi cho em là máy khoan điện bót 13 ly có phụ kiện cho em, giá cho em là 600.000 nhé. 600.000 là em còn miễn phí ship cho các bác luôn rồi. Đấy, rất là nhiều đồ luôn. Máy hàn da xích 200 của nó là 1.2 nha anh Hoàng nhé. 1.2 vừa đấy em có giới thiệu các bác rồi đấy. Đấy, em chi tiết cho các bác cái bộ dao này, bộ dao Nhật này. Đây, bộ dao Nhật giá cho em sẽ là 250 nhé. Đấy, cái bộ này giá cho em là 250 này. Bộ dao thì nó sẽ có bao gồm là một kẻ để dao này, một dao chặt, một dao thái. Đây, dao chặt này, dao thái này, dao gọt hoa quả này, một dũa và một kéo như này luôn cho em. Đấy, một combo 6 món như này chỉ với mức giá là 250.000. Đấy, dao thì chất liệu của nó sẽ là thép trắng này, hàng bao đẹp cho các bác luôn. Đấy, dao chặt thì có thể chặt xương, chặt gà. Đấy, rất là sắc ngọt nhá. Bác là chốt bộ dao thì comment cho em là bộ dao 6 món, giá cho các bác là 250. Đấy, cái bộ dao này thì nó sẽ có là combo 6 món. Gia đình nào cũng đều phải lên có một cái bộ như này để trong cái tủ bếp của mình ý, sử dụng rất là ok, tiện lợi nhanh nhá. Số lượng em còn rất là ít nên là bác nào mà muốn chốt cái bộ dao này thì các bác nhanh tay để lại số điện thoại giúp cho em. Giá cho em là 250 này, em miễn phí ship nhá. Còn đây là cái bộ bu lông của Hukan mã X2 Pro đấy các bác này. Bu lông Hukan X2 Pro. Anh Đương, nếu như mà anh Đương quan tâm cái khoan 13 ly phải không? Khoan 13 ly thì anh có thể tham khảo cho em cái con khoan Mayta hoặc là của Hukan nhá. Đây, hàng Mayta này anh này. Mayta là 1.050.000. Đấy, còn Hukan X8 là 1.850.000. Ấm siêu tốc Thái Lan này các bác này, giá cho 170 nhá. Đó,
Còn bác làm muốn hỏi em bán nào thì các bác cứ comment lên ạ. Đây là máy cắt gỗ này. Máy cắt gỗ của Đất Tông sử dụng lưỡi cưa 185. Giá cho em là 880.000 nhé. 880.000. Đấy. Con này thì công suất của nó sẽ là 1.500W ạ. Hàng Đất Tông logo dập nổi luôn cho em. Công suất 1.500W. Giá cho em là 880.000. Có cái gì hả anh Đông Trường nhỉ? Anh Đông Trường đang hỏi em có cái gì đấy ạ. Máy Đất Tông 185 lưới 185 này. Máy tiền không có đâu anh Hải. Anh Đương mà quan tâm chốt là máy 13 ly thì cứ để số điện thoại cho em, hoặc là anh alo trực tiếp từ bên em qua hai đầu số điện thoại là 0378487818 hoặc là 0989458200 anh nhé. Đấy, còn đây là cái bơm đạp chân 2 bít tông để có thể giá cho các bác là 250 ạ. Đây, bơm đạp chân 2 bít tông giá 250 cho em. Cái này thì các bác có thể là bơm xe máy này, xe đạp, ô tô để ok luôn nhé. Giá cho em là 250 thôi ạ. 250 thôi. Bên em sẽ miễn phí ship. Máy phay cốt 6 ly là 1.600.000 nha anh Trinh Nhú ơi. Cái máy đấy nó là máy của Đông Trang, hàng Đông Trang chính hãng luôn nhá. Có bác nào quan tâm máy rửa xe không ạ? Em có cái con máy rửa xe của Zma này. Con này xài bao ngon cho các bác luôn. Đấy, con máy này thì nó nặng đến 10,5 kg. Khoan pin 13 ly Hukan HK533 giá là 1.250.000 nha anh Tuấn Trần nhá. 1.250.000 anh ạ. Cái mặt em có luôn ấy. Máy rửa xe điện của Zman. Con này công suất của nó sẽ là công suất cực đại 2.800W cho các bác luôn nhá. Giá cho các bác là 1.850.000 ạ. 1.850.000. Để em miễn phí ship. Nó sẽ có nguyên bộ này, súng này, dây hút dây xả đầy đủ cho các bác luôn. Trung thấp bạn ốc xe là cái gì nhỉ? Lông trời nhà em vẫn chưa hiểu ạ. Máy mài DCA 5-100. Em có máy 03-100 hoặc là 10-100 của DCA nghe nhé. Đấy, đây máy DCA. Các bác hãy lựa chọn xem mã 03-100 hoặc là 10-100. Để em để góc kia kìa. Mã 03 là 550, còn mã 10-100 của nó là 650. Đấy, bác làm muốn hỏi em bán nào nữa thì các bác cứ comment lên để em giới thiệu cho các bác luôn nhé. Để em sẽ chi tiết cho các bác lõi lọc nước này. Đấy, bác làm muốn chốt lõi lọc nước này. Em sẽ có lõi lọc nước màu 3 quả hoặc là 4 quả luôn cho em nhá. Đấy, lõi lọc nước của bên em thì nó sẽ là lõi lọc nước đa lăng. Đấy, nên là các bác dùng thì nó sẽ rất là ok luôn. Một bộ sẽ có bao gồm này, quả số 1 này, quả số 2 này. Đấy, và quả số 3. Đây nó sẽ có 3 quả như này thôi nhá. Có 3 quả như này. Giá cho em là 100.000 thôi. Đấy, 100.000 một bộ như này. Là một bộ 3 quả. Cao cấp hơn thì các bác lấy cho em sang cái bộ của Aqua như này, là sẽ có quả 3 quả của Aqua như này thì nó sẽ là 150. Đấy. Bộ 3 quả của Aqua thì sẽ là 150 nhá. Máy khoan này em có anh Tường ơi, anh Tường muốn hỏi em cái máy khoan nào ạ? Đấy là bộ 3 quả, còn các bác lấy thêm cái quả số 4 là của SRO như này thì giá là 200. Bác làm mà có bộ lấy bộ 3 quả rồi chốt thêm quả số 4 đi chung đến tính là 180 thôi nhá. Còn đi riêng là 200. Đèn xe bữa chuyện không có nha anh Nguyễn nhá. Đấy, bác nào quan tâm máy mài chỉnh tốc của Maute này các bác này. Mài chỉnh tốc của Maute con này chui dài nhá. Chui dài. Máy khoan bà này em không có anh Tưởng nhá. Máy đục bê tông 30 ly là em có luôn anh Lê Văn này. Máy đục 30 ly thì anh lấy cho em cái đục của Hugo là 2.7 triệu ạ. Máy mài Makute có chỉnh tốc chui dài cho em. Cái mã này em sẽ có chui ngắn hoặc chui dài, giá cho các bác là 650. Đấy, máy một tốc. Và có tay cầm tay mở ốp bảo vệ lưỡi đầy đủ luôn. Súng phun sơn cầm tay. Em có cái súng phun sơn cầm tay em để góc kia kìa. Anh Huy. Đấy, cái con màu đỏ đấy nhá. Phun sơn cầm tay là 650 nha anh nha. Đấy, anh nhìn thấy chưa ạ? Phun sơn cầm tay là 650. Đây. Con này phun sơn cầm tay của Bờ Sa. Công suất là 750W cho em nhá. Giá cho các bác là 650 ạ. Cái này các bác sử dụng điện trực tiếp 220V. Đấy, các bác đi làm công trình, công trường thì sẽ rất là tuyệt vời luôn. Giá cho em là 650 này.
Để anh Huy mà chốt cái phun sơn điện này thì để lại số điện thoại giúp cho em. Giá cho em là 650 nhá. 650 xuống phun sơn điện này. Đấy, bác nào muốn hỏi em cái mã nào thì các bác comment lên giúp cho em là được nha. Em có cái thân thổi bụi này. Thân thổi bụi này các bác hỏi cho em là thân thổi bụi xanh nhá. Giá cho em là 400.000 một thân. Nó sẽ có kèm theo cả ống thổi và cái túi đựng bụi như thế kia. Cái này nó sẽ sử dụng chân pin phổ thông nhá. Nên là các bác mà có những cái quả pin chân pin phổ thông thì các bác phải lấy cái thân này. Giá trên là 400.000 nha. 400.000 là thân máy thổi bụi pin màu xanh. Giá 400.000 giúp cho em này. Tiếp theo là em sẽ lên cái con máy khoan bê tông của Saikyo. Đây, bê tông của Saikyo, giá cho các bác là 999.000. Nó sẽ có nguyên bộ nha. Con này thì bao đẹp cho các bác luôn này. Đấy, con này thì nó sẽ là máy 3 chức năng. Đó, máy 3 chức năng và có đảo chiều luôn cho các bác nha. Máy đầu gài này, giá cho em là 999.000. Hàng logo dập nổi này, sản xuất theo công nghệ Nhật Bản giúp cho em. Công suất là 1050W. Đồng hồ đo thông mạch em có luôn anh Dũng ơi. Để em giới thiệu cho anh cái đồng hồ đo thông mạch luôn. Anh chờ em một chút xíu nha. Máy khoan pin em có nha anh Nguyễn Quý ơi. Anh Nguyễn Quý là quan tâm máy khoan pin nào khoan. Anh muốn dùng khoan 12V hay là khoan pin 5C hay là pin 10C ạ? Đấy, bê tông của Saikyo nguyên bộ sẽ là 999k thôi nhá. Máy cắt cỏ không có anh Quốc nhá. Máy rửa xe pin là 21V anh Huệ ơi. Đấy, máy pin thì chúng ta nói đến xe pin. Còn máy điện thì mình nói đến công suất ạ. Pin nếu như mà máy pin của cái máy rửa xe á là pin 21V, pin 10C anh nhá. Đây, bác nào đang hỏi em cái đồng hồ đo thông đây. Anh Quý là muốn mua khoan pin để sử dụng vào cái việc gì để em tư vấn cho anh cái con máy nó phù hợp à? Bác nào đang hỏi em cái đồng hồ đo thông mạch. Đây, em có cái đồng hồ đo thông mạch như này nhá. Đấy, giá 220, kèm theo một đôi que 9V nhảy luôn cho các bác này. Đây, đồng hồ đo thông mạch này. Cái này có hiển thị điện tử luôn thôi nhá. Giá cho các bác là 220.000. Các bác cứ gọi cho em là đồng hồ đo thông mạch có hiển thị điện tử là ok. Giá cho em là 220.000 thôi. Miễn phí ship nhá, 220.000. Đấy, em sẽ có cái đồng hồ đo thông như này hoặc là cái đồng hồ kẹp dòng. Đấy, các bác có thể tham khảo thêm cái đồng hồ kẹp dòng 3266 TDL City. Đấy, giá 280. Và bác nào muốn hỏi em mã nào thì các bác cứ comment lên nhé. Em sẽ chi tiết cho các bác một số các mẫu thân máy mà cái loại máy bô lông, cái loại sắc lớn ấy. Loại sắc lớn được siết khủng này. Bán vít tôn thì anh lấy máy chuyên vít cho em nha anh Quý ơi. Vừa lẽ em giới thiệu các bác cái con chuyên vít đâu nhỉ? Đây, bán vít tôn thì anh lấy cho em cái con chuyên vít đầu, chuyên vít hoặc đầu 13 ly là ok nhá. Đây, bán tôn mà ok nhất thì là anh lấy cho em cái con chuyên vít như này này. Đó, đây, con chuyên vít như này nha. Chuyên vít của Daiwat giá là 1.150.000. Đấy, bán tôn thì anh cứ lấy chuyên vít hoặc lấy đầu kẹp 13 ly là ok. Đây, đấy, chuyên vít của Daiwat này. Rồi đây, máy chuyên vít của Daiwat này là 1.150.000 nha anh Quý ơi. Con này nó sử dụng là đầu gà rất là chắc chắn luôn. Là sao nhỉ anh Trinh Thủy ơi? Máy sấy tóc 200.000 thôi anh Tuyến ơi, sấy tóc 20.000. À, em xin lỗi, 200.000. Đây, máy sấy tóc là 200.000, công suất 5.000W cho em nhé. Máy chuyên vít của Daiwat này là 1.150.000 này anh Quý ơi, con này là bao khỏe luôn. Anh Hải ơi, nó tin nhắn nó trôi nha, em không đọc kịp ý, anh hỏi lại giúp em với anh Hoàng. Anh Hải, Hải Hoàng đọc, anh comment lại, anh hỏi lại giúp em để em trả lời cho anh nhé. Vì là nhiều khi cái tin nhắn nó đi nhanh ý, em không nhìn thấy các bác thì các bác thông cảm giúp cho em, em hỏi lại. Máy chuyên vít của Daiwat này, giá cho em là 1.150.000 nha anh Quý nhé. Đấy, con này thì bao cho anh làm mà bắn máy tôn thoải mái. Đấy, bao làm công trình.
Khẩu 10 chi tiết dài 75mm. À khẩu 10 chi tiết là từ 8 đến 19, từ 8 đến 24 ấy là 250 nha anh chị nhá. Máy đo dòng điện là 100V với 220V là như nào thì em không hiểu. Giới thiệu cho các bác thôi ạ. Chuyên viên của Daiwatt là 1.150.000 này. Anh chốt thì cứ để lại số điện thoại cho em anh quý nhá. À, có bác nào đang hỏi em cái con máy hàng 1.2 phải không ạ? Đây. Máy hàng 1.2. Đây. Nếu như mà con máy hàn 1.2 thì các bác lấy cho em cái con máy da xích này. Đấy. Con máy hàn da xích 1.2 thì nó sẽ có mã là ARC200E nhé. Cái này thì nó sẽ chuyên về hàn que 2.5 giúp cho em. Đấy, các bác sử dụng hàn que 2.5 nhé. Đây. Đó, đây là cái con máy hàn da xích này. À, pin 15 cell. Có nha anh Đương ơi. Pin 15 cell và pin 10 cell các bác vẫn dùng chung một cái sạc được nhá. Đấy, con máy da xích 1.2 này, máy hàn này, máy 4 cell. Bác là đang hỏi em cái máy 4 cell đúng không? Cái 4 cell của Huka đấy là 750 thôi ạ. Đấy, bác là đang hỏi em máy hàn da xích 1.2 này. Nếu mà bác chốt đơn thì các bác cứ alo trực tiếp cho em nhé, hoặc để lại số điện thoại bằng chữ giúp cho em là được này. Đây con hàn da xích 1.2 đây. Nó sẽ có đầy đủ dây hàn kìm hàn kẹp mắc cho các bác nhé. Phía sau nó sẽ có hệ thống quạt gió làm mát như này luôn này. Giá cho các bác là 1.2. Đấy. Cái này các bác gọi cho em là máy hàn da xích nhá. Đây các bác có thể tham khảo cho em máy hàn da xích này, hoặc là cái con máy hàn Betech này. Con máy hàn Betech này thì giá của nó sẽ là 1.050.000. Riêng cái con hàn Betech này nó sẽ có, đây là có đồng hồ báo và nó sẽ có điều chỉnh được 3 núm nhé. Còn con máy da xích này là một núm thôi. Đó. Còn cái phía bên này thì nó sẽ là cái con máy hàn Kenmax nhé. Đấy, máy hàn Kenmax thì là 999k. Đấy, các bạn lấy máy hàn Makita pin 5 cell, giá 550k. Đúng rồi, anh cắm phá ve chai. Nếu như mà anh chốt đơn, anh để lại số điện thoại bằng chữ cho em, hoặc là liên hệ trực tiếp tới bên em qua hai cái đầu số điện thoại này nhé. Đây. Đấy, các bác chốt đơn thì cứ liên hệ trực tiếp cho em qua hai đầu số điện thoại này. Đó. Còn bác nào muốn hỏi em cái mã nào nữa thì các bác comment lên để em giới thiệu cho các bác này. Đây, em sẽ chi tiết cho các bác cái máy chuyên vít của Daiwatt nhé. Đây, con này là chuyên vít của Daiwatt, mã XR cho em. Con này giá cho các bác sẽ là 1.150.000. Anh Trình hỏi em khoan ba chức năng là khoan pin hay khoan điện này. Anh hỏi em khoan pin hay khoan điện ạ. Khoan ba chức năng là em có khoan pin hoặc khoan điện nhé. Thân máy con 4 cell là em không có lẻ anh Đương ơi, có nguyên bộ là 750, là có 2 pin 1 sạc luôn ạ. Đấy, máy bác là chốt máy chuyên vít của Daiwatt. Vừa lấy lại em giới thiệu cái mã chuyên vít của Daiwatt, mã 2022, giá là 1.150.000. Còn con này là mã 2021, là mã XR, cũng 1.150.000 luôn. Máy điện 13. Máy ba chức năng của điện thì anh có thể tham khảo cho em. Vừa lấy em giới thiệu cho các anh cái con máy khoan của Boss đi. Đây này, con Boss như này này. Đây, máy điện ba chức năng của Boss thì giá cho các bác là 650 nhá. 650 là nó không có hộp. Đấy. Đây. 650 là không có hộp, chỉ có máy và tay cầm thôi. Máy ba chức năng như này che này. Đấy, đây là máy bê tông Boss, là không có hộp nhá, là các bác chỉ có máy và tay cầm thôi đấy, là giá là 650. Đấy, hoặc là các bác lấy nguyên hộp thì các bác phải tham khảo cho em cái con máy Saikyo này. Đây. Saikyo thì công suất của nó sẽ là 1050W, còn con Boss thì là công suất 800W thôi. Các bác lấy Saikyo là 1 triệu và 1 triệu đấy, 1 triệu miễn ship. Saikyo nó sẽ có nguyên hộp. Đấy, còn Boss thì nó không có hộp nhá các bác nhá. Đây, hôm nay em thanh lý luôn cái mã khoan điện. Đây, khoan này, khoan gia đình, khoan đầu 13 ly cho em nhá. Đó, khoan điện gia đình này, khoan đầu 13 ly. Cái này các bác gọi cho em là khoan 8 phụ kiện, giá cho em là 450, là nó có máy và tay cầm thôi. Con này là 3 chức năng nhá. Con này nó có búa luôn, có búa luôn vào đầu 13 ly này. Có búa ở trên lưng máy này này. Đấy, đây có búa luôn nhá. Giá cho em là 450 nhá, kèm theo phụ kiện rất là nhiều như này luôn. Các bác gọi cho em là khoan 8 phụ kiện nhá. Đấy, khoan điện 8 phụ kiện.
giá trên là 450. Đấy, máy bao đẹp cho các bác luôn. Giá là chỉ có 450 thôi, và bên em sẽ hỗ trợ là miễn phí ship cho các bác luôn. Các bác gọi cho em là khoan xám phụ kiện nhá. Giá 450 này. Ấm siêu tốc của Thái Lan là 170, là các bác sẽ có một ấm và một đế này nhá. Đấy, một ấm và một đế này. Đây đế này. Ấm siêu tốc Thái Lan là 170 này các bác này. Đấy, lõi toàn bộ đều là inox hết. Các bác sử dụng rất chi là bài luôn. Một cái ấm siêu tốc rất là đẹp như này. Giá chỉ có là 170.000. Đấy, ấm siêu tốc Thái Lan 170.000 cho em nhé. Tiếp theo thì là em sẽ thanh lý cho các bác cái lô máy bu lông của Hukan X1 Pro. Đây, bu lông của Hukan X1 Pro em thanh lý các bác giá là 1.400.000. Đấy, riêng cái mã này ngày hôm nay em thanh lý các bác giá 1.400.000 này. Đó, 1.400.000 miễn ship, và em sẽ tặng cho các bác là một cái bộ đầu khẩu 12 chi tiết đi theo. Cái bộ đầu khẩu đây, nên em sẽ tri ân là tặng quà cho các bác một cái phần quà khủng luôn. Đây nhá. Một cái mã máy truyền thống được rất là nhiều các bác khách hàng quan tâm và sử dụng rồi. Vâng. Ok anh Huy Phạm nha. Ok anh Huy Phạm ạ. Anh Huy Phạm chốt đơn thì có số điện thoại, đến mai bên em sẽ có nhân viên alo cho anh. Đấy, bác nào chốt Huka X1 thì sẽ là 1.400.000 nha các bác nhá. Huka X1 là 1.400.000, là các bác sẽ có kèm theo là được tặng thêm một cái bộ khẩu bắn bu lông 12 chi tiết như này luôn này. Đó, đây là cái bộ khẩu bu lông 12 chi tiết, nó có cả tròng mở tay này, và các bác có thể là sử dụng mở bằng máy hoặc là mở bằng tay vẫn được nhá. Giá trên là 1.400.000. Đấy, 1.400.000 thì cái con cái bột này nó sẽ sử dụng là chân pin phổ thông này, kèm theo một pin 10 cell, một pin 15 cell. Giá cho em là 1.400.000 nhá. Đấy, bác nào chốt cái con cái bột thì để lại số điện thoại giúp cho em. 1.400.000 được miễn phí ship và được tặng kèm theo một cái bộ khẩu 12 chi tiết. Bác là chốt đơn thì để lại em xin số điện thoại nha. Đấy, các bác chốt đơn thì cứ để lại số điện thoại bằng chữ cho em nào. Khoan ba chức năng. Anh gọi hai cuộc gọi không thấy trả lời. À, anh ơi, nếu như mà anh gọi nhà em chưa kịp trả lời, anh cứ gọi lại, gọi mấy lần và giúp cho em nhé, vì nhiều khi máy nó bị bận ấy. Đấy, các bác cứ gọi trực tiếp vào hai cái đầu số điện thoại kia, nhà em sẽ có người nghe máy để alo chốt đơn cho các bác. Còn bác nào muốn hỏi em bán nào nữa không ạ? À, hôm nay em còn một ít cái pin 10 cell và 15 cell này, pin của Huka này các bác này. Đây, cái pin này là pin 15 cell của Huka nha. Em thanh thì các bác giá 500.000 một quả. Cái này nó sử dụng cho pin phổ thông, xài rất là ngon luôn. Số lượng có rất là ít nha. Bác nào chốt cái này thì nhanh tay giúp cho em này. Pin Hukan 15 cell giá cho em là 500.000 một quả nha. Còn các bác lấy pin 10 cell ấy, pin 10 cell thì nó sẽ là 380 một quả. Riêng cái pin 10 cell nó sẽ có màu đen hoặc màu vàng nha. Còn pin 15 cell thì cái đợt này nó có màu đen đây. Đấy, giá cho các bác là 380 một quả. Cái pin 10 cell màu đen này nó sẽ có đèn báo pin, còn cái pin vàng thì nó không có đèn báo pin. Đấy, nhưng mà khi các bác mua thì là em sẽ gửi bất kỳ, còn các bác muốn chọn màu thì các bác báo bên em trước nhá. Đấy, đây còn cái sạc này là sạc của Hukan này, sạc 10 xe chân pin phổ thông của Hukan, giá cho các bác sẽ là 200.000 nhé, 200.000 một sạc. Đầu chuyển khoan này, đầu chuyển từ bu lông sang khoan giá cho các bác 70.000 nhé. Còn đây là đầu chuyển vít này các bác này, đầu chuyển vít giá cho các bác sẽ là 30.000 nha. Tiếp theo thì đây sẽ là cái thân máy rút đinh tán của Hukan, sử dụng chân pin phổ thông này, thân máy rất là to khỏe cho em. Giá cho các bác sẽ là 1.200.000 nhá. 1.200.000 thân rút đinh tán của Hukan này, giá 1.200.000 cho em. Còn bác nào muốn hỏi em mã nào thì các bác cứ comment lên ạ. Tiếp theo là em sẽ thanh lý cho các bác này đồng hồ kẹp dòng 3266 TDLGT, giá cho các bác sẽ là 280.000 ạ.
280.000, bên em hỗ trợ miễn phí ship tận nơi cho các bác luôn. Đấy, bộ này nó sẽ có là một cái bao vải đựng đồng hồ rất chi là bền như này cho em. Có một đồng hồ này, một đôi que đo này, có cả que đo nhiệt độ cho các bác luôn nhá, và một đôi pin luôn này. Đấy, với cái đồng hồ kẹp dòng này nó sẽ có đầy đủ hết tất cả các chức năng. Đó, các bác có thể là sử dụng này để kẹp dòng này, đo thông mạch, đo tụ, đo trở, đo ôm, đo nhiệt độ phòng, đo điện đứt ngầm. Đấy, nó sẽ có đầy đủ hết tất cả các chức năng cho các bác. Và một điều đặc biệt nữa là nó sẽ có cái phần mềm chống đo nhầm điện. Khi mà các bác cắm nhầm điện vào đây nó cũng sẽ không bao giờ bị chập cháy đồng hồ, nên là các bác yên tâm. Giá cho các bác là 280.000 thôi nhá. 280.000 bên em còn hỗ trợ miễn phí ship cho các bác luôn. Đó, các bác gọi cho em là đồng hồ kẹp dòng vàng nhá, giá 280. Tiếp theo em sẽ lên cái kìm hàn. Đây là một cái kìm hàn rất chi là to khỏe luôn. Đó, giá cho các bác, giá thương tác cho các bác là 35.000. 35.000 một cái kìm hàn rất chi là to, chắc khỏe như này luôn cho em. 35.000 một chiếc nha các bác nha, 35.000 một chiếc. Đấy, cực kỳ là đẹp và chắc chắn luôn. Có gọi cho em là kìm hàn nhé, kìm hàn 35.000 đấy ạ. Đây là thân máy thổi bụi pin của Hukan này. Thân máy thổi bụi pin của Hukan giá cho các bác sẽ là 550.000. Đấy, cái thân máy này thì là các bác sẽ sử dụng chân pin phổ thông luôn này. Giá cho em là 550.000 nhé các bác nhé. Các bác gọi cho em là thân thổi bụi pin của Hukan, giá cho em là 550.000. Mũi khoan tháp này, bác nào quan tâm mũi khoan tháp em sẽ có 3 cỡ. Đấy, đây. Mũi khoan tháp này là từ 4 đến 12, giá cho các bác sẽ là 65.000 một mũi nhá. Đấy, còn đây là từ mũi 4 đến 20, giá cho các bác sẽ là 95.000 một mũi này. Còn đây là mũi khoan tháp từ 4 đến 32, giá cho các bác sẽ là 120.000 một mũi. Đấy, mũi khoan tháp thì em sẽ không miễn ship nha. Các bác lấy 3 chiếc thì sẽ được bao ship. Đấy, còn các bác có thể là có những cái đơn hàng bao ship rồi, các bác lựa chọn thêm mũi tháp đi chung thì các bác sẽ mới được bao ship. Máy lăn tia xanh là vừa lẽ em giới thiệu cho các bác là 850 nha anh Công ơi. Vừa lẽ em giới thiệu cho các bác cái máy lăn tia xanh của Hukan mã HK211 ít, giá là 500. Đây để em sẽ lấy cho anh xem. Cái lăn tia xanh của Hukan là 500 nha. À, em xin lỗi, 850 nha. Đây, lăn tia xanh của Hukan này. Mã này là mã lăn tia xanh của Hukan đây. Cái này các bác sẽ sử dụng là nút ấn cảm ứng nha. Nút ấn cảm ứng này, có công tắc tắt mở ở đây. Và cái này nó sẽ sử dụng pin trâu nhá, sử dụng quả pin trâu như này này. Giá cho các bác là 850, là kèm theo có một cái chân 1m2 và có hộp đựng cho các bác luôn. Giá là 850. Đấy, mã HK211 của Hukan nhá, giá rất là ok luôn. Tiếp theo này, em sẽ lên kéo cắt cành nha. Các bác tham khảo cho em cái mẫu kéo cắt cành hoa anh đào. Cái mã này sẽ có giá là 200.000, em miễn phí ship luôn. Đấy, với cái kéo cắt cành này thì nó sẽ đẹp sắc nét từng chi tiết cho nhà mình luôn. Đấy, các bác gọi cho em là kéo cắt cành hoa anh đào, giá cho em là 200.000, em miễn phí ship coi nhá. Đấy, riêng cái kéo này thì các bác dùng để bao phê bao ngon cho các bác luôn. Giá thanh lý sập sàn bao giá toàn quốc cho các bác 200.000 đồng thôi, miễn phí ship. Các bác sẽ được sở hữu một cái kéo cắt cành cực kỳ là đẹp và chắc chắn luôn. 200.000 đồng thôi nhé. Các bác gọi cho em là kéo cắt cành hoa anh đào, kéo bonsai hoa anh đào, giá cho em 200.000, miễn phí ship này. Tiếp theo, nếu như mà các bác muốn lấy những cái mẫu kéo mà giá của nó hợp lý hơn thì em đang thanh lý một cái lô kéo bonsai Nhật. Đó, kéo bonsai Nhật này em sẽ thanh lý các bác giá 80.000 nhá, 80.000. Nhưng mà sẽ không được miễn phí ship với cái mẫu này nhá, 80.000. Hoặc là các bác tham khảo thêm cho em này, cái mẫu này các bác gọi cho em là kéo bonsai đỏ, giá cho em 60.000. Nhưng mà không bao ship nha các bác nha. Cái là được bao ship thì em sẽ báo các bác là được bao ship. Đó, đây, cái kéo này nữa này. Đây là cái kéo đa lăng cán thẳng đỏ, giá cho em 80.000, không bao ship. Anh Minh Giáp này, pin 21V em có nha anh Minh Giáp. Anh cần pin 5C hay 10C ạ?
kéo cán đỏ thẳng, giá cho em 80.000 không bao ship này. Đó, tiếp theo là kéo cán cong nha. Đây, cái kéo cán cong trắng này giá cho em cũng 80.000 luôn này. Rất là rẻ luôn. Với cái kéo này nó là kéo đa lăng, các bác có thể là riêng cái kéo đa lăng này thì các bác vừa có thể là cắt dây điện này, cắt vải, cắt cây cũng được luôn. Đấy, nó sẽ cắt được rất là nhiều các chất liệu cho em. Giá cho em 80.000 thôi các bác nhé, 80.000. Đây là cái đồng hồ bơm hơi, giá cho em là 150 miễn phí ship luôn. Các bác gọi cho em là đồng hồ bơm hơi xanh. Nó sẽ có màu xanh hoặc là màu đen nhé các bác nhé. Đấy, cái đợt này em về màu đen. Nhưng mà nhân viên nhà em hay gọi cái này là đồng hồ xanh, nên là các bác cứ gọi cho em là đồng hồ xanh thì bên em sẽ biết là cái mã này. Đồng hồ xanh, đồng hồ bông hơi xanh, giá cho em là 150 miễn phí ship này. Đấy, nó còn rất là nhiều các mã sản phẩm. Bác nào muốn xem cái mã nào trước thì các bác cứ comment lên để em giới thiệu cho các bác trước nhé. Đây, kè góc nam châm này. Kè góc nam châm thì là em sẽ có đầy đủ các kích cỡ to nhỏ khác nhau cho các bác. Đây, cái cỡ này là cái cỡ chung. Các bác lấy cỡ nhỏ thì sẽ là cỡ 25 nhá. Đây cái cỡ này, cỡ 25 giá 70.000 một chiếc này. Còn cái cỡ này là cỡ 50 là cỡ chung, giá là 100.000 một chiếc. Còn cái cỡ to nhất thì nó sẽ là cỡ 75 như này nhá các bác nhá. Giá 130 một chiếc này. Kè góc này em không bao ship, các bác nào lấy 3 chiếc thì mới được miễn phí ship nha. Tiếp theo là lên cho em ổ cắm đúc này. Em sẽ có ổ cắm đúc 3 lỗ hoặc là 5 lỗ cắm cho em. Với cái ổ 3 lỗ cắm như thế này thì là các bác sẽ có đèn led báo điện, giá cho em là 45.000 một ổ nhá. Còn ổ 5 lỗ như này sẽ là 45.000 luôn. Ok, minh giáp này. Ổ 5 này, ổ 5 thì nó sẽ không có đèn led báo, và nhưng mà nó sẽ cắm được phích cắm tròn và phích cắm dẹt luôn. Đồng giá nhau, các bác lấy ổ 3 hoặc ổ 5 đều 45.000 một chiếc cho em nhé. Còn phích cắm đúc thì sẽ là 20.000 một chiếc ạ. Đây là phích cắm đúc này. Phích cắm đúc thì giá cho em sẽ là 20.000 một chiếc. Đấy, tuy nhiên với phích cắm ổ cắm thì bác các bác phải lấy đủ 10 ổ thì mới được miễn ship nhá. Còn lấy ít thì nó sẽ mất tiền ship đấy. Hoặc là các bác phải ghép chung đơn. Đấy, các bác có đơn hàng được bao ship rồi thì các bác có thể ghép chung đơn và mất tiền ship thêm nhé. Tiếp theo là em sẽ chi tiết cho các bác này. Mỏ hàn sung này các bác này, mỏ hàn sung mỏ đồng 100W cho em. Giá cho các bác là 170.000 em miễn phí ship này. 170.000 em miễn phí ship luôn. Đây là cái đĩa xích tròn. Đĩa này là đĩa một tấc nha, các bác cứ lắp vào máy cắt máy mài phim 100 là ok. Các bác gọi cho em là đĩa xích tròn giá 70.000 thôi ạ. 70.000 một đĩa. Giá 70.000, không bao ship các bác nhá. Bộ lấy ốc gãy này. Đây, đây là bộ lấy ốc gãy có 4 chiếc, đầy đủ kích thước to nhỏ, nó sẽ có một chiều xuôi và một chiều ngược cho em. Giá cho em là 125.000 em miễn phí ship, nó sẽ có 4 chiếc này nha. Tiếp theo thì đây sẽ là một cái kìm chết mỏ nhọn, kìm bấm mỏ nhọn của Hartlin, hàng bao đẹp cho các bác luôn. Giá cho em là 120.000 em miễn phí ship. Đấy, các bác gọi cho em là kìm bấm Hartlin 120.000 miễn phí ship. Các bác làm mà đi chung đơn hàng được bao ship rồi em tính giá 100 nhé. Còn đi riêng sẽ là 120.000. Sạc 10 cell này. Sạc 10 cell chân pin phổ thông cho em, sạc đen. Sạc sạc nhỏ này rất là bền luôn. Giá cho em là 120.000 này. 120.000 luôn. Tiếp theo thì lên cho em đĩa cắt cỏ này các bác này. Đây, đĩa cắt cỏ giá cho em là 120.000, nó sẽ có kèm theo 6 cái dây giật như này nhá. Đĩa cắt cỏ giá cho em là 120.000 này. Tiếp theo là em sẽ lên một cái sản phẩm cực kỳ là hot như này luôn. Đấy, với cái sản phẩm này là hôm nay nó còn sót, nó còn lại một ít thôi. Đấy, bác nào chốt cái mã này thì phải nhanh tay cho em này, bộ bấm móng tay của Đức. Đấy, bộ này bao đẹp luôn này các bác ơi. Đó, các bác nhìn thấy chưa ạ? Cái này nó có rất là nhiều món luôn nhá các bác nhá. Đầy đủ hết các món này. Cái này các bác gọi cho em là bộ bấm móng tay của Đức nha. Giá cho em là 100.000 nhưng mà không được bao ship cái mã này nhá. Đẹp long lanh luôn này các bác này. Đó,
Cái này các bác gọi cho em là bộ bấm móng tay của Đức nhá. Giá cho em là 100 ngàn này. Đấy, 100 ngàn nó có đầy đủ hết này. Đấy, rất là nhiều đồ luôn. Đủ món cho các bác luôn nhá. Cái đợt này nó về cái móng này cực đẹp luôn. Rất là nhiều bác quan tâm đây, vừa rồi nó hết. Nói chung là hôm nay em dọn kho nó còn sót lại mấy bộ thôi. Bác là chốt thì nhanh tay cho em này. 100 ngàn gọi là bộ bấm móng tay của Đức cho em nha. 100 ngàn nhưng mà không được bao ship nha các bác nha. Các bác có thể ghép chung đơn. Đấy. Với những cái mã sản phẩm mà không bao ship thì các bác cứ ghép chung đơn là đi chung là các bác sẽ được bao ship chung luôn. Đó, tiếp theo là em sẽ lên đến kho ga mini để các bác này. Đây. Kho ga mini là em sẽ có kho một mỏ như này, giá cho em sẽ là 120 ngàn em mịt phí ship nha. 120 ngàn là các bác sẽ có kèm theo cả thuốc hàn và que hàn như này luôn. Đấy, còn cái kho này là kho hai mỏ này. Kho hai mỏ là 150 em miễn phí ship. Nhưng mà kho hai mỏ thì các bác không có theo thuốc hàn và que hàn đâu nhá. Đấy, với cái kho này về các bác lắp vào cái bình ga mini như này là dùng. Các bác sử dụng để hàn ống đồng này hoặc là kho lông chó, lông vịt rất là ok luôn cho em. Giá cho em thì là kho đơn là 120, kho đô 150. Đấy, riêng kho đơn nó sẽ theo thuốc hàn và que hàn, còn kho đô thì không có nha. Và cái này nó sẽ không có đi theo bình ga nha các bác. Bình ga là các bác phải mua riêng. Em không có bán bình ga, em chỉ bán kho thôi nhá. Đấy, nhiều bác nhận hàng đến nơi và không có bình ga, không nhận hàng là khổ em lắm. Đấy, các bác mua kho là nó chỉ có kho thôi, bình ga là các bác phải mua riêng. Có bác nào quan tâm đến mạch nhá. Đây là mạch máy khoan bi này các bác này. Đây là mạch của máy bu lông 3 tốc. Đấy, các bác lấy mạch 3 tốc của nó 180, còn mạch 2 tốc thì là 150 thôi nhá. Bác làm một con máy khoan bi mà hỏng mạch, hỏng công tắc thì có thể liên hệ em. Cái gì em có đủ hết cho các bác. Hôm nay là em có một ít cái pin này là pin 15 cell. Pin 15 cell dòng xả cao của Makita hoặc là Hitachi. Tuy nhiên là có thể em sẽ không dán tem. Đấy. Nó sẽ là pin 15 cell, giá cho các bác là 400 ngàn. Đấy, nó sẽ có tem Makita hoặc là Hitachi, nhưng mà có khả năng là em sẽ không dán tem. Đấy, quả pin mẫu mạng nó sẽ như này. Giá cho em là 400 ngàn một quả, các bác gọi cho em là pin 15 cell 400 ngàn đi. Đấy, pin 15 cell 400 ngàn. Giá cho em là 400 ngàn thôi nhé. Tiếp theo thì là em sẽ lên cái con máy hàn ống nhiệt nhá. Hàn ống nhiệt này. Đây. Hàn ống nhiệt thì là các bác sẽ hàn được đến ống 63. Giá cho em là 450 này. Đấy. Hàn ống nhiệt nó sẽ có đầy đủ hết các đầu hàn đây nhá. Đấy, hàn đến tận ống 63 luôn cho em. Và kèm theo là có cả kéo cắt ống này. Đấy, có cả kéo cắt ống luôn cho em. Giá cho em là 450 này. 450 này. Tiếp theo là em sẽ lên bộ lam xích nha các bác nhá. Bác nào quan tâm chốt bộ lam xích nhá, máy mài. Thì em có cái bộ 12 inch như này này các bác này. Đấy, bộ 12 inch giá cho các bác là 180 thôi. Đấy, nó sẽ như này. Và các bác lắp vào những cái máy mài một tấc như này là ok. 180 không đi theo máy mài nhé, chỉ có bộ lam xích thôi. Cái bộ này là bộ 12 inch nên là cái lam của nó sẽ dài 34 cm này các bác này. Các bác có một nam này, một xích nha. Đấy, nó có đầy đủ như này này. Ốp chắn lá gió đầy đủ luôn cho các bác nhá. Đấy, có cả xích đây. Xích đây. Rồi đựng dầu này. Đấy. Đủ ốc cho các bác luôn. Tay cầm nhá. Đó, bộ lam xích nó sẽ có đủ bộ như này, giá cho các bác là 180 ngàn thôi thôi nha. 180 ngàn. Em miễn phí ship luôn. Đấy. Còn bác nào muốn hỏi em mã nào nữa thì các bác cứ comment lên ạ. Đây là cái bộ điều khiển motor từ xa, giá cho các bác là 280 ngàn. Cái rotor đấy phải đặt mẫu mới có anh Hữu ơi. Cái rotor máy khoan rút lõi đấy là đặt mẫu thì là em mới có, chứ nó không có sẵn, cái đấy hàng không có sẵn nha anh nhá. Bộ điều khiển motor từ xa giá trên là 280 ngàn thôi nha. 280 ngàn. Đấy, còn bác nào muốn hỏi em mã nào thì các bác cứ comment lên ạ. Lưới cắt sắt này. Lưới cắt sắt một tấc của HD cắt rất là ngọt luôn. Giá cho em 5.000 một viên nhé các bác nhé. 5.000 một viên. Hàng bao đẹp luôn này các bác này. Hàng bao đẹp luôn đấy ạ. Còn bác nào muốn hỏi em mã nào thì các bác comment đi để em giới thiệu chi tiết thêm cho các bác này.
có bác nào quan tâm đến cái bộ máy đây, máy cưa xích pin này các bác này, cưa xích pin giá cho các bác là 800.000 nhé. Đây, cưa xích pin là 800.000 là các bác sẽ có này một thân máy này, hai pin nhá. Đấy, hai pin 10 cell cho em, một sạc, một lam, một xích, giá cho em 800.000 này. Các bác gọi cho em là cưa xích pin nhá, 800.000. Đấy, bác làm muốn hỏi em bán nào thì các bác cứ comment lên đi ạ. Máy mài mỹ nghệ Kinh Pro này, mài mỹ nghệ Kinh Pro theo phụ kiện 100 món, giá cho em là 550 ạ. Giá 550 mài mỹ nghệ Kinh Pro. Đây, em sẽ cho các bác cái bạt vệ sinh máy lạnh nha. Bạt vệ sinh máy lạnh này giá cho 150. Riêng bạt của bên em thì là bao bền, bao đẹp, bao rẻ cho các bác luôn. Đây, cái bạt vệ sinh máy lạnh này thì cái miệng chun của nó sẽ là 1m8. Đây, cái miệng chun này này, 1m8. Nó sẽ phù hợp cho tất cả các loại máy điều hòa từ 9.000 cho đến 24.000 luôn. Đấy, và chất liệu của nó sẽ là bao đẹp như này luôn cho em. Đấy, chất liệu rất chi là mềm, dai, dẻo nha. Các bác dùng không bao giờ lo bị vỡ, lổ. Đấy, như những cái loại hàng kém chất lượng các bác dùng một thời gian ngắn là nó sẽ lổ rách. Nhưng mà riêng cái này của bên em này, rất là mềm này, dai, dẻo nhá, bao bền cho các bác luôn. Đấy, các bác nhìn thấy cái chất liệu nó chưa ạ? Đó, cái miệng chun của nó sẽ là miệng chun 1m8 nhá. Và nó sẽ kéo dài lên đây này. Cái đuôi của nó sẽ là dài 2m rưỡi. Phù hợp cho tất cả các loại máy điều hòa. Các bác mua về để vệ sinh điều hòa máy lạnh cho em, giá cho em là 150 đây ạ. 150 em miễn phí ship nha các bác nhá. Tiếp theo là em sẽ chi tiết cho các bác một số các mẫu thân máy bu lông cỡ lớn nhá. Thân máy bu lông cỡ lớn thì là các bác sẽ sử dụng bắn được những cái quả bu lông tầm 20-30 gì đấy. Đây, em sẽ có thân này là thân của Magita này, hoặc là thân của cái này, thân của Hitachi này. Đấy, thân của Hitachi. Em sẽ có thân của Magita này, hoặc là Hitachi này, hoặc là Daiwat này. Tức là chức năng của nó sẽ giống nhau, nó chỉ khác nhau về màu sắc thôi nhá. Đồng giá nhau cho bác luôn là 950.000. Cái này nó sẽ là đầu bu lông đặc, bu lông 1/2 cho em. Và cái lực xiết của nó thì sẽ đề là 1200 N. Đấy, nó đề như thế này nhưng mà khả năng là nó sẽ không đạt được đến 1200, mà nó chỉ tầm độ 500-600 N rồi đấy. Đó, thân máy rất là nặng luôn, em cầm một tay rất là mỏi luôn này các bác này. Đấy, to khỏe cực kỳ luôn. Bác nào mà cần cái thân máy to khỏe ấy để bắn những cái bu lông tầm 20-30 thì các bác lấy cái thân máy cỡ to này, các bác gọi cho em là thân bu lông búa to, thân của Hitachi này, hoặc Magita hoặc Daiwat nha các bác nhá. Giá cho em đồng giá nhau là 950.000 một thân máy. Đấy, 950.000 một thân máy thôi. Còn những cái thân nhỏ ấy, những cái thân nhỏ thì các bác bắn được những cái bu lông tầm 17 đổ lại thôi, thì em sẽ có thân của Daiwat này, hoặc là thân của Ken, hoặc thân của Hitachi như này, thì giá của nó là 400. Và những cái thân máy này đều sử dụng chân pin phổ thông hết luôn nha các bác nhá. Đấy, còn cái thân máy này là thân chuyên vít này các bác này, thân chuyên vít của Kinh Pro đây. Đấy, chân pin phổ thông này, giá cho em 500.000 một thân máy nhá. Đấy, hàng bao đẹp cho các bác luôn. Còn các bác lấy cái thân mà ba chức năng của đất tông như này này, thân ba chức năng của đất tông thì nó sẽ là đầu autolock 10 ly, máy không chổi than, ba chức năng như này luôn, giá cho em là 920.000 nhé, 920.000. Đấy, còn thân 13 ly này, em có thân 13 ly của đất tông như thế này này, thân 13 ly của đất tông thì giá sẽ là 1.350.000, là chỉ có thân máy thôi, không có theo pin theo sạc nhá, có thân máy và tay cầm thôi. Con này máy ba chức năng, đầu autolock 13 ly, máy không than cho em. Đấy, bác nào muốn hỏi em mã là lỗi thì các bác cứ comment lên nha. Đây, cái con này là con Vulcan pin 5 cell này các bác này. Đấy, rất là mạnh luôn. Con này nó sẽ sử dụng đầu autolock 10 ly nhá. Con này đầu autolock 10 ly, máy không than. Các bác gọi cho em là máy Vulcan 5 cell. Anh Đình Mai là hỏi em cái gì, bao nhiêu tiền hả anh Đình Mai ơi? Đấy, con này là con Vulcan 5 cell này.
Con này không có búa nha. Các bác gọi cho em nào Honda 5 sao không có búa. Đầu Autolock 10 ly máy không than. Con này chạy động cơ từ không than, rất là mạnh mẽ luôn cho em. Giá cho em là 800 ngàn một bộ. 800 ngàn bộ có 2 pin 1 sạc và phụ kiện mũ phong fit đi theo nhé. Cái nào là có phụ kiện thì em cũng sẽ báo cho các bác luôn, để cho các bác dễ mua. Đấy, và em giới thiệu như nào hàng đến nơi là sẽ đúng là như vậy luôn đấy các bác. Tiếp theo là em sẽ lên cái con máy ấy. Đây, em lên cái hộp tôn này nhá. Đây là cái hộp đựng đồ của Hatlin này các bác này. Đấy, cái hộp đựng đồ của Hatlin này rất là nhỏ gọn đẹp. Kích thước của nó rất là vừa nhá. Đấy, kích thước của nó thì sẽ phù hợp với những bác thợ mà làm ít ý. Các bác ít đồ thì các bác thể sách đi làm. Nhất là các bác thợ điện này, nó có một cái củ khóa rất là chắc chắn như này luôn cho em, và có tay sách nhá. Đó, giá cho em là 250 thôi. Nó có một ngăn như này nhá, hàng Hatlin chính hãng này các bác xài yên tâm luôn. Đấy, rất là dày dặn đẹp và chắc chắn. Giá cho em 250, các bác gọi cho em là hộp tôn của Hatlin, hộp tôn nhỏ nhá. Giá 250 cho em. Tiếp theo là em sẽ chi tiết cho các bác cái con máy bu lông của Hukan X9 vào rồi. Đấy, rất là mạnh luôn. Con này lực xiết lên đến là 650 Newton luôn này các bác này. Giá cho các bác là một nếu như mà bác làm mua thân máy thì là 1,2 triệu, còn mua nguyên bộ là 2,3 triệu là sẽ có 2 pin nhé. Đấy, hàng Hukan X9 vào rồi. Đấy, con này em xin lỗi, cái này em nhầm rồi, cái này em nhầm. Con này nó là con X6 chứ không phải X9. Con này là con X6 nha các bác nha. Con này lực xiết 380 Newton thôi. Còn con X9 này em nhìn con này nhìn nó hơi giống con X9. Con X9 của nó là đầu đặc, cái con này đầu rộng nhá. Con này X6 của nó là đầu rộng, giá cho em là 1,6 triệu thôi nhá, 1,6 triệu. Đấy, con này 380 Newton rất là mạnh luôn. Logo dập nổi này, hàng không can chính hãng cho em nha. Nó sẽ có theo hai quả pin chân pin phổ thông nhá. Đó. Tiếp theo là em sẽ lên một cái mã này là mã Hukan của bu lông. Đấy, con này cũng logo dập nổi luôn này. Đây, con này mã F70 nhá. Con này mã F70 sử dụng chân pin phổ thông thôi nhá. Riêng cái con này nó sẽ có theo ba quả pin, là các bác có một quả pin 10 cell và hai quả pin 5 cell cho em. Một sạc. Đầu bu lông 1/2 bu lông giống cho em, máy chạy động cơ từ không chổi than này. Giá cho em là 1,750,000. Các bác gọi cho em là bu lông của Hukan mã F70 nhá, 1,750,000 này. Tiếp theo là em sẽ lên cái con máy bu lông của Daiwatt. Đây. Bu lông của Daiwatt này. Bu lông của Daiwatt thì giá cho em sẽ là 1,150,000. Con này là đầu bu lông rỗng, bu lông 1/2 kiên thiết kim cô được luôn, rất là mạnh nhá. Sử dụng sẽ có hai quả pin chân pin ba cạnh cho em. Giá cho em là 1,150,000 này. Sẽ có hai pin nhá. Tất cả các mẫu máy pin hôm nay em giới thiệu các bác đều có hai pin, riêng cái con Hukan F70 là ba pin thôi, còn không có con nào một pin đâu nha các bác nhá. Nên là các bác mua là các bác yên tâm. À, riêng cái con đất tông này một pin này, em quên. Đây đây. Cái con đất tông này này. Riêng cái con bu lông đất tông này thì nó sẽ chỉ theo một pin thôi. Con này nó đầu bu lông đặc nhá. Hàng đất tông thì các bác dùng bao phê luôn này. Giá cho em là 1,950,000 một bộ này. Có một pin và một sạc đi theo. Sử dụng chân pin phổ thông cho em nhé. Còn bác nào muốn hỏi em mã là lũ thì các bác comment lên để em giới thiệu chi tiết cho các bác luôn nhé. Máy khoan Hukan điện đầu 13 ly này. Đấy, giá cho em là 550 nhé. Con này là HKID750, khoan đầu 13 ly. Giá cho em 550 thôi. Đây để em chi tiết cho các bác cái con Hukan điện 13 ly này luôn này. Cái này đầu 13 ly nên là các bác sẽ có kèm theo cả tay cầm và có búa để khoan tường luôn. Kèm theo là sẽ có tay cầm này. Đây. Con này thì công suất của nó sẽ là 750W này các bác này. Giá cho em là 550. Hukan logo dập nổi này luôn nhá. Giá 550 giúp cho em. Tiếp theo là em sẽ
chi tiết đến cái mã này là mã hu can gì đây ạ? Rồi. Con này là S80 này các bác này. Em sẽ chi tiết tới các bác cái mã hu can S80. Đây. Hu can S80 này. Đó. Mua lông của hu can S80 sẽ có bao gồm cho các bác một thân máy nhá, hai pin. Chân pin phổ thông này, một sạc này, một khẩu 22, một dây đeo, một hộp đựng này, một móc treo chìa khóa này, một lọ dầu kia nữa, một lọ mỡ tra máy nhá. Cái này nó là đầu bu lông 1/2 bu lông rỗng này. Và cái con này thì giá của nó sẽ là 1,8 triệu nhá. Model là S80 420 Newton cho em được thiết thực chỉnh 420 Newton rất là mạnh luôn. Đấy, cái này các bác gọi cho em là hu can S80 nhá. Giá cho em là 1,8 triệu ạ, 1,8 triệu ngàn. Hu can S80. Đấy. Lực siết cực mạnh luôn, 420 N. Đấy các bác thấy cái lực siết nó khủng khiếp như nào luôn. Đấy còn bác nào muốn hỏi em bạn là có bác nào quan tâm dây điện đúc không ạ? Em còn ít cái dây mùa này em thanh lý cho bác giá 85.000 một dây nhá. Đây. Sợi dây nguồn này nó sẽ dài 3m và em sẽ bao cho các bác dài tất cả các loại máy trên thị trường. Đấy, nó sẽ có một đầu là dây điện đúc liền với cái phích cắm đúc như này, có đèn báo led nha. Và một đầu là điểm chờ như thế này, dây đồng cho các bác luôn. Dây dài 3m luôn nhá. Giá cho em là thanh lý là 85.000 một dây. Đấy, 85.000 một dây. Bác nào chốt dây nguồn thì comment là dây nguồn cho em 85.000 một dây nhá. Tiếp theo là em sẽ chi tiết cho các bác ổ cắm đúc là vừa nãy em giới thiệu rồi đúng không ạ? Bây giờ là dây điện đúc này. Đây. Dây điện đúc là em sẽ báo cho các bác là đầy đủ hết tất cả các kích cỡ này. Các bác có là tham khảo cho em là dây điện đúc của loại 5m là 220.000. Dây 10m sẽ là 320.000. Còn dây 15m là 400.000. Dây 20m là 500.000. Và dây 30m sẽ là 600.000 thôi nhé. Đấy, đấy là các cỡ dây điện đúc mà bên đang có. Kiểu dáng của dây thì nó sẽ như này. Đây. Đấy, quận này quận 20m này. Đấy, có nhìn thấy đẹp chưa? Quận dây này thì nó sẽ có thiết kế này. Một đầu là ổ cắm 3 đúc như này nhá. Và một đầu là phích cắm đúc này. Và dây của nó sẽ là dây loại 2.5. Để phục vụ cho các bác thợ làm công trình, công trường nhiều thì các bác lên lấy cái sợi dây nguồn như thế này. Đấy, hàng bao chuẩn bao đẹp cho các bác làm công trình, công trường thoải mái cho em nhé. Và cái kích thước dây cũng như là giá tiền vừa báo các bác rồi. Đấy, các bác lấy cái cỡ nào thì các bác cứ thế là bác chốt thôi. Đấy, thì nó sẽ có đầy đủ các kích cỡ cho các bác 5m, 10m, 20m, 15m, 30m. Đủ cỡ nhau ấy nhá. Bác nào lấy cỡ nào thì cứ báo bên em cỡ đó. Tiếp theo thì sang bên này em sẽ chi tiết cho các bác máy cắt rãnh này. À, em sẽ có máy cắt rãnh 2 lưỡi nhá. Em có máy cắt rãnh 2 lưỡi này. Cái này các bác gọi cho em là máy cắt rãnh đỏ nha. Con này thì rất là mạnh luôn. Giá trên 1,8 triệu. Công suất này, công suất con này cực khủng luôn nha các bác nha. Em sẽ đọc cho các bác công suất máy 2200W luôn. Đấy, cái này các bác sử dụng được hai lưỡi cắt, sử dụng lưỡi 133 cho em nhá. Nó sẽ có đầy đủ phụ kiện theo cả bơm cho các bác luôn. Đấy, theo cả bơm luôn. Giá cho các bác là 1,8 triệu, là máy hai lưỡi. Còn các bác mà quan tâm máy một lưỡi nhá, máy một lưỡi thì các bác có thể lấy cho em cái con máy của Cao Quang này nha. Máy Cao Quang thì nó sẽ không có bơm đi theo. Cao Quang này là Cao Quang 1336, máy một lưỡi này. Con này nó có khởi động mềm và cắt ở góc vuông 90 độ được luôn. Máy này máy một lưỡi này, sử dụng lưỡi cắt 133. Giá trên là 1,4 triệu nhá. 1,4 triệu là máy cắt rãnh của Cao Quang 133. Đấy, còn bác nào muốn hỏi em bạn nào thì các bác comment lên giúp cho em này. Hôm nay là em về cái con đây để em chi tiết cho các bác cái bộ này. Một cái bộ bu lông của hu can em mới về nhá. Đây để em xem cái con này là con nào đây. Đó, để em sẽ chi tiết cho các bác cái bộ bu lông này. À,
đây là một cái mã máy du lông của Phương Cam. Cái mã này thì là hôm nay bên em mới về on nhá, em sẽ chi tiết cho bác. Mã này bên em mới về còn chưa cả, em còn chưa cả định lên giá, chưa xem qua giá nữa. Đây để em chi tiết cho các bác thôi, xong rồi đến ngày mai thì em mới báo giá cho các bác cái con này được nhá. Đây, Huka này. Hàng Huka thì các bác dùng cái mã nào cũng đều rất là ngon ăn luôn. Con này pin 21V nhé các bác nhá. Đây em sẽ mở cho các bác xem. Xem mấy con này là con nào đây. Đây. Hôm nay em về một số Huka nó có một cái này là lực sức của nó 380 lít này. Đây để em sẽ chi tiết cho các bác cái bộ này. Hôm nay nó mới về mấy cái mẫu mới nhưng là em chưa xem qua hết giá cả đâu. Nên là các bác thông cảm cho em những cái mã nào mà em mới về em chưa xem được thì đến mai em sẽ báo giá cho các bác. Đấy, các bác cứ xem qua mẫu đi. Xong đến mai để em sẽ báo giá cho các bác là giá sẽ là mức giá tốt nhất nha. Mức giá sẽ là mức giá tốt nhất. Đó. Để em coi cái con này nó là màu đen gì đây. Đây cái con này màu đen của nó là FX này. Ồ cái chữ nó khó đọc quá đây. Con này lực sức là 380 N nhá. Đây cái màu đen này. Đây các bác có thể tham khảo xem qua. Để ngày mai em sẽ để ý xem mấy cái mã này nó là cái mã gì đây. Cái này nó là hàng mới về nhá, hàng mới về nhá các bác nhá. Con này cái hộp nó rất là đẹp luôn ạ. Con này hộp rất là đẹp luôn. Đấy, con này màu đen của nó là FX Hero. Đấy, sao nó lại cái mã màu đen nó lại lại này nhỉ. Con này mã đây BL này, 380 lưu-tơn. Đấy, bộ này nó sẽ có một thân máy này. Ồ, con này có 3 pin luôn các bác ơi. Có 3 pin. Một pin 10 cell này, một pin 5 cell, một pin 15 cell luôn. Trời, con này đẹp quá. Một sạc này. Đấy, con này là có 3 pin luôn nha các bác nhá. Có 3 của pin luôn. Cái này mã mới của Hukam á. Đến ngày mai em sẽ cân đối giá cho các bác. Con này model nó hơi khó đọc chút. Con này các bác gọi xem là model FX nhá. Đây, model này. FX Hero này. Đấy. Đấy, ngày mai em sẽ báo giá cho các bác con này. Còn bác nào muốn hỏi em mã nào nữa không nhỉ? Còn có bác nào muốn hỏi em cái mã sản phẩm nào nữa không? Nếu mà không có bác nào hỏi em mã nào nữa thì em sẽ kết thúc live ở đây nhá. Em xin chào và hẹn gặp lại các bác vào một cái buổi live stream sau. Hứa hẹn sẽ có nhiều các dòng sản phẩm hay và hữu ích hơn nữa để em sẽ gửi tới các bác nhà mình. Đấy bây giờ thì em xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác. Xin chúc tất cả các bác ngủ ngon nha.